Tư Lan biến sắc. Anh ta không chắc con bướm vừa bay qua có nhìn thấy Thiên Vân mở không gian thu gai hay không, nhưng anh ta chắc chắn con bướm đó đã liếc nhìn họ khi bay qua phía trên. Không có gì bất ngờ, chắc chắn là nó đã nhìn thấy. Gần đây có rất nhiều bướm, Thương Di phát hiện ra bóng dáng của những con bướm đang hoạt động, bỏ mặc con cừu mà anh ta đã tìm thấy, nhanh chóng quay lại bảo vệ người yêu bé nhỏ của mình. Thiên Vân nước mắt lưng tròng đi về phía anh. Anh ta biến sắc, hóa thành người ôm cô vào lòng. Không sao, bướm cũng không đáng sợ. Anh ta tưởng cô hoảng sợ vì những con bướm đó. Tư Lan nói, vừa rồi có một con bướm bay qua đầu chúng ta, lúc đó Thiên Vân đang thu gai vào không gian, có thể bị nó nhìn thấy rồi. Là do anh không để ý, con bướm đó bay rất nhanh, anh ta tự trách mình. Thương Di vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không trách móc anh ta gì cả, sau đó ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt tím lóe lên sát khí. Một con bướm lớn lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời. Cơ thể dài 4-5 mét kết hợp với đôi cánh lớn nhẹ nhàng, trông rất đồ sộ. Đôi cánh của con bướm đó có màu xanh lam nhạt dần, viền ngoài có một vòng màu đen, trông rất mộng mơ và xinh đẹp. Nhưng một con bướm lớn như vậy chỉ khiến Thiên Vân cảm thấy kỳ lạ. Cô không thích côn trùng. Nghe nói bộ lạc các anh có một giống cái đến từ Trung Lục, rất yếu ớt. Một giống cái yếu ớt lại có dị năng chắc hẳn là thánh nữ Thiên Vân rồi nhỉ. Con bướm lớn nhẹ nhàng đáp xuống, hóa thành người. Nghe vậy, Thương Di và Tư Lan đều biến sắc. Có rất nhiều giống cái ở Trung Lục, nhưng chỉ có một thánh nữ có mái tóc đen dài, làn da trắng như tuyết, trông rất yếu ớt, khó nuôi. Thú nhân ở các khu vực khác cũng sẽ chú ý đến thánh nữ của Trung Lục. Chuyện của Thiên Vân đã lan truyền, những thú nhân sống ở vùng giáp danh giữa các khu vực đều biết. Thiên Vân cau mày, cảnh giác nhìn con bướm đó. Đối phương nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đó khiến cô rất khó chịu, cảm thấy mình bị xúc phạm. Tin tức lan truyền nhanh thật đấy, Thương Di lạnh lùng nói. Không hề biện minh, ngầm thừa nhận lời đối phương. Đối phương nói, Thiên Vân rất xinh đẹp, ai trong hai người đánh với tôi một trận, nếu thắng, tôi cũng sẽ làm bạn lữ của cô ấy. Tôi không cần, Thiên Vân dứt khoát từ chối. Con bướm khẽ cười, cô đúng là dễ xấu hổ như lời đồn. Thiên Vân tức muốn hộc máu, cô nhìn Thương Di, lắc đầu thật mạnh. Ánh mắt Thương Di lóe lên tia lạnh lẽo, anh ta kìm nén sát khí, nhìn con bướm nói, Thiên Vân không thích anh, chúng ta không cần phải đánh nhau, dù anh có mạnh đến đâu, cô ấy cũng sẽ không chấp nhận anh. Bị từ chối thẳng thừng như vậy, con bướm nhướng mày, có chút không vui, đã đến Đông Lục rồi. Nếu không kết đôi với vài thú nhân ở đây thì không tốt lắm, bộ lạc chúng tôi còn rất nhiều thú nhân, cô thích kiểu nào? Tôi cũng có thể tìm họ đến đây. Nói xong, hắn ta hóa thành bướm định rời đi, nhưng Thương Di đã nhanh tay hơn, dùng gió chặn hắn ta lại. Con bướm dường như đã lường trước được điều này, nhanh chóng né tránh đòn tấn công của anh ta. Nữ thần là thần của chúng ta, không phải chỉ của riêng Trung Lục. Thánh nữ do nữ thần ban tặng là thánh nữ của chúng ta, anh đừng hòng độc chiếm cô ấy. Dù anh có giỏi đến đâu cũng không thể chống lại cả bộ lạc chúng tôi. Con bướm khiêu khích nói rồi biến mất, Thương Di cũng lập tức hóa thành hổ trắng đuổi theo. Sát khí trong đôi mắt tím của anh ta cuồn cuộn. Anh ta bảo Thiên Vân chọn thêm vài thú nhân mạnh mẽ là để cô chọn người mình thích, chứ không phải để những thú nhân đó vây quanh dọa cô. Dù là một con bướm hay một đàn bướm, anh ta cũng không sợ. Thiên Vân lo lắng, Thương Di và con bướm đó đều có dị năng hệ phong, tốc độ di chuyển của họ rất nhanh. Gần đó lại có những con bướm khác đang hoạt động, tin tức rất dễ lan truyền, chẳng mấy chốc thú nhân của bộ lạc Lục Sâm sẽ biết chuyện. Nếu em không đồng ý, những thú nhân đó sẽ không ép em chứ? Thiên Vân lo lắng hỏi Tư Lan. Tư Lan mím môi, vẻ mặt do dự. Anh ta chậm rãi nói, giống cái bình thường sẽ không bị ép buộc, nhưng nếu giống cái quá kén chọn, không chịu chọn bạn lữ, bộ lạc sẽ sắp xếp thú nhân, để những thú nhân muốn làm bạn lữ của cô ấy đánh nhau, ai thắng sẽ được kết đôi với giống cái đó. Đây là quy định của bộ lạc, giống cái sống trong bộ lạc, được bộ lạc che chở, thì phải chọn bạn lữ, sinh con đẻ cái khi trưởng thành. Em là thánh nữ. Thiên Vân, trong mắt thú nhân, thánh nữ không chỉ có khả năng sinh sản mạnh mẽ, mà còn có thể kết đôi với thú nhân mạnh mẽ để sinh ra những đứa con ưu tú hơn. Mỗi bộ lạc đều muốn trở nên hùng mạnh hơn, con cái là tương lai của bộ lạc. Nếu có thể để em kết đôi với thú nhân của bộ lạc, sinh con đẻ cái, các tộc trưởng chắc chắn sẽ dùng những biện pháp cứng rắn. Nếu em tự nguyện chọn bạn lữ thì tốt nhất, nếu em không muốn chọn, các bộ lạc chắc chắn sẽ ép buộc. Thiên Vân biến sắc. Khi giống cái không chọn thú nhân, bộ lạc có quyền sắp xếp thú nhân cho giống cái của bộ lạc. Cũng giống như việc thú nhân nhặt được giống cái đi lạc ở hoang dã, giống cái đó sẽ thuộc về thú nhân đó, đó là quy tắc bất thành văn. Thánh nữ là giống cái ưu tú nhất, kết đôi với thú nhân ưu tú để sinh sản, sẽ sinh ra những đứa con ưu tú hơn. Không chỉ cần nhiều con, mà còn phải là những đứa con ưu tú, như vậy thú nhân tộc mới có thể trở nên hùng mạnh hơn. Tư Lan nói khá dè dặt,
tình hình ở Trung Lục và Đông Lục khác nhau. Anh ta biết rõ thú nhân ở Đông Lục sẽ làm gì nếu gặp phải thánh nữ. Sự phát triển này thật điên rồ và đáng sợ. Sao lại cất nồi đá đi rồi? Không ăn ở đây nữa à? Thương Di nhận thấy đồ đạc đã biến mất, liền trêu chọc Thiên Vân. Cô vẫn lo lắng, bất an như mọi khi, nhưng đã tốt hơn nhiều rồi, không khóc nữa. Thiên Vân trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt đó trong mắt Thương Di lại giống như đang làm nũng. Bên cạnh có một con bướm đã chết, còn bị hủy thi diệt tích, cô nào có tâm trạng ngồi đây ăn uống, chẳng còn chút khẩu vị nào. Đột nhiên Thương Di biến sắc, trầm giọng nói, có bướm đang đến gần. Hàng Sa quay đầu nhìn Thiên Vân thật sâu. Đưa Thiên Vân đi. Thương Di cõng Thiên Vân chạy về hướng ngược lại với những con bướm đó. Thiên Vân lo lắng nói, không được, ai cũng có thể giết con bướm đó, trừ Hàng Sa ra, anh ấy là thú lang thang, những con bướm đó sẽ không tha cho anh ấy. Nếu anh ta dễ chết như vậy thì không xứng đáng được em thích, Thương Di lạnh lùng nói, giải phóng dị năng, cõng Thiên Vân rời khỏi đó, nhanh chóng trở về bộ lạc Lục Sâm. Thương Di, chúng ta không thể bỏ mặc Hàng Sa được, Thiên Vân vùng vẫy. Thương Di vô thức chậm lại, anh ta giữ chặt cô, trầm giọng nói, bướm là do anh giết, lửa là do Hàng Sa phóng, ngọn lửa đó không thể dập tắt, xóa sạch mùi trước khi những con bướm khác đến. Dù bây giờ Hàng Sa có quay lại với chúng ta, những con bướm đó phát hiện ra mùi của xác chết trên ngọn lửa của anh ta, cũng sẽ cho rằng anh ta là người giết con bướm đó. Ngọn lửa của anh ta khi đốt gai đã xóa sạch mùi của anh ta muốn gánh vác chuyện này. Chúng ta về bộ lạc dọn nhà tre trước đã. Thiên Vân nước mắt lưng tròng lắc đầu, cô nhìn thấy chú thỏ lớn đang vội vàng chạy đến. Anh về hang lấy đồ, Thiên Vân đợi anh nhé, đừng bỏ anh lại. Tư Lan nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, giọng điệu lo lắng. Thiên Vân nghẹn ngào nói, em phải đợi Hàng Sa đến rồi mới đi. Chết tiệt, một con thú lang thang thì có gì tốt mà thích. Thương Di tức giận mắng, cõng cô trở về bộ lạc Lục Sâm. Tộc trưởng Mạc Tùy vừa lúc dẫn theo vài thú nhân ra ngoài hoạt động, thấy họ trở về, đặc biệt là thấy Thiên Vân đang khóc, ông ta liền hỏi, sao vậy? Thương Di mặt mày âm trầm nói, vừa rồi gặp một con bướm muốn theo đuổi Thiên Vân, bị anh giết rồi, lúc Hàng Sa đang đốt xác thì một đàn bướm bay đến, chắc là đang đánh nhau rồi. Anh ta nói giảm nói tránh, cũng giải thích lý do Thiên Vân khóc. Mạc Tùy im lặng nhìn anh ta. Nếu những con bướm đó là anh em cùng một lứa, chúng sẽ cảm nhận được nhau. Nếu một con chết, những con khác sẽ cảm nhận được, nếu ở gần đó sẽ lập tức tìm đến. Hèn gì những con bướm đó đến nhanh như vậy. Tư Lan thở hổn hển chạy về, khi đi ngang qua tộc trưởng, anh ta nói, bên đó đang đánh nhau, em phải đi theo Thiên Vân, chúng ta sẽ đến vùng biển để tránh rét. Chú thỏ lớn chạy thẳng lên núi, vào hang thỏ của mình, bỏ tất cả những thứ cần mang theo vào một túi gia thú, vội vàng cõng xuống. Tộc trưởng Mạc Tùy không có phản ứng gì lớn, mà nhìn Thiên Vân hỏi, con chắc chắn chọn Tư Lan làm bạn lữ sao? Thiên Vân, con muốn Tư Lan. Bốn chữ đơn giản mà kiên định này đã đủ rồi. Tộc trưởng Mạc Tùy gật đầu, tùy các con, cẩn thận trên đường, khi nào ấm áp thì quay lại bộ lạc Lục Sâm nhé. Thiên Vân không chút do dự gật đầu. Một giống cái yếu ớt như Thiên Vân mà ở lại bộ lạc Lục Sâm để tránh rét, tộc trưởng Mạc Tùy cảm thấy rất áp lực. Bây giờ họ rời đi, áp lực đó sẽ đè lên vai Thương Di và những người khác. Biết được ý định của họ, Mạc Tùy không nói gì nữa, dẫn theo vài thú nhân đi dạo xung quanh, đi được vài bước thì dừng lại, ngước nhìn về phía xa. Hàng Sa toàn thân đầy máu, chạy đến một cách chật vật, lưỡi rắn rít lên, Thương Di ánh mắt lóe lên, lập tức đặt Thiên Vân lên lưng Tư Lan, dùng gió cuốn nhà tre ra khỏi bộ lạc. Tư Lan nói, thác nước nhỏ mà anh và Hàng Sa đánh nhau lúc trước, đi qua đó có một con sông, đó là con sông gần bộ lạc nhất. Anh đưa nhà tre qua đó trước, Thương Di nói rồi cuốn nhà tre rời đi. Thiên Vân nhìn Hàng Sa toàn thân đầy máu, đôi mắt đỏ hoe càng thêm ươn ướt. Vảy bạc trắng rơi lả tả, trên người còn có những vết cháy đen, cô chưa bao giờ thấy anh ta chật vật như vậy. Hàng Sa dựa người vào một cái cây, cơ thể có chút yếu ớt, nhìn Thiên Vân từ xa. Thiên Vân nhảy xuống khỏi lưng thỏ, định đi qua, anh ta nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng bò về phía cô, cuối cùng ngã xuống chân cô. Cô nhìn anh ta, không biết phải làm sao, Tư Lan liền đến gần, giải phóng dị năng chữa trị cho Hàng Sa. Máu nhanh chóng ngừng chảy, vết thương cũng được kiểm soát. Tộc trưởng của họ đến rồi, còn phóng xét nữa, anh không đánh lại. Trước khi chết được nhìn thấy em, anh mãn nguyện rồi, chỉ tiếc là chưa kịp cho em dấu ấn thú của anh. Hàng Sa yếu ớt nói, đuôi rắn nhẹ nhàng quấn quanh chân cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Tư Lan, anh ta có nên nói là vết thương đó không chết được không? Sau khi được anh ta chữa trị, Hàng Sa sẽ nhanh chóng hồi phục. Hàng Sa, anh cố lên, cho em dấu ấn thú của anh rồi hãy chết. Thiên Vân nói năng lộn xộn, cô chỉ muốn khơi dậy ý chí sinh tồn mãnh liệt trong anh ta. Hàng Sa cười khẽ, anh chết rồi, dấu ấn thú cũng sẽ biến mất.
Vậy anh đừng chết, ở bên cạnh em, mãi mãi ở bên cạnh em. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng ghét bỏ anh, đừng bỏ rơi anh được không? Đôi mắt đen sâu thẳm ươn ướt, giọng anh ta khàn khàn, tha thiết hỏi. Được, Thiên Vân kiên định đáp lại một tiếng. Chữ này chính là lời hứa của cô với anh ta, trái tim anh ta tràn ngập ấm áp và vui sướng. Đàn bướm đáp xuống, hóa thành người, đứng trên khoảng đất trống bên ngoài bộ lạc Lục Sâm. Hàng Sa đang đứng ngay cửa bộ lạc, khiến chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tộc trưởng Mạc Tùy cũng đang ở bên cạnh quan sát. Ánh mắt của đàn bướm đồng loạt tập trung vào Thiên Vân, dáng vẻ yếu ớt, khóc lóc của cô khiến thú nhân động lòng chắc ẩn. Mạc Tùy, chuyện giống cái này thì thôi đi, bộ lạc các ông còn chứa chấp thú lang thang nữa à? Có biết vừa rồi nó đã giết 5 thú nhân của chúng tôi không? Thủ lĩnh bướm, Hân Đốn, chế nhạo. Tộc trưởng Mạc Tùy thản nhiên đáp, tôi nên vui mừng vì bộ lạc chúng tôi có thêm một giống cái mới, hay nên vui mừng vì thú lang thang mà chúng tôi chứa chấp lại lợi hại như vậy? Lời này khiến Hân Đốn biến sắc, bầu không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng. Thú nhân của bộ lạc Lục Sâm nghe thấy tiếng động liền chạy đến xem, cũng chuẩn bị chiến đấu. Thiên Vân nhìn vết thương trên người Hàng Sa, càng nghĩ càng tức giận, đối phương còn gọi cả thủ lĩnh đến, thật là lấy nhiều hiếp ít. Cô nhìn đàn bướm, nói, thú lang thang thì sao? Là thú lang thang của tôi, các người có ý kiến gì? Giết 5 người các người thì sao? Ai bảo các người đến trêu chọc tôi? Tôi không chấp nhận lời cầu hôn của anh ta. Anh ta còn nói sẽ tìm thú nhân khác trong bộ lạc đến quấy rầy tôi. Bướm ở Đông Lục đều không biết xấu hổ như vậy sao? Tư Lan vội vàng giải thích. Không, không phải. Đông Lục có rất nhiều loài bướm. Bọn họ chỉ là một trong số đó. Bọn họ không thể đại diện cho tất cả bướm ở Đông Lục. Lời này càng thêm mỉa mai. Ý là loài bướm này không đàng hoàng. Những loài bướm khác thì đứng đắn. Mặt mũi Hân Đốn và đồng bọn tối sầm lại. Hàng Sa là bạn lữ mà tôi đã chọn. Bướm các người theo đuổi giống cái không được thì gọi cả thú nhân trong bộ lạc đến đánh nhau, là muốn cướp tôi sao? Lời Thiên Vân nói khiến sắc mặt chúng lúc xanh lúc trắng. Hân Đốn lạnh lùng nói, chúng tôi tưởng anh ta là thú lang thang lảng vảng gần đây, muốn cướp giống cái, nên mới vây đánh anh ta. Thiên Vân việc quái gở bức nhân, những con bướm khác năng lực kém không biết thì thôi, anh là thủ lĩnh mà không nhận ra mùi của tôi trên người anh ta sao? Giống cái này ăn nói kiểu gì vậy, lại chọn thú lang thang làm bạn lữ? Giống cái như vậy thì tốt đẹp gì chứ? Một con bướm ác ý mắng. Vừa dứt lời, dưới chân hắn ta, những dây leo màu đen nhanh chóng mọc lên từ mặt đất, quấn quanh mắt cá chân hắn. Phần da bị dây leo quấn quanh ngay lập tức chuyển sang màu đen, thối rữa. A, hắn ta hét lên kinh hãi, ngã xuống đất. Vài con bướm bên cạnh muốn giúp đỡ cũng bị dây leo đen quấn lấy, kết quả đều trúng độc, bị ăn mòn. Hân Đốn ánh mắt lạnh lẽo, phóng ra tia sét muốn phá hủy dây leo đen từ gốc, nhưng dây leo đen cứ như phát điên, mọc dài ra từ mặt đất, không thể nào dọn sạch. Cây này đứt, cây khác lại nối tiếp, thú nhân nào phản ứng chậm, chỉ cần chạm vào da là sẽ bị ăn mòn. Tư Lan chậm rãi bước tới, chú thỏ lớn lúc này không còn vẻ ôn hòa thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng như nhìn người chết. Thiên Vân đã nghĩ là do Mạc Tùy ra tay, cũng nghĩ là do những con thỏ khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ là do Tư Lan. Cô chỉ biết anh ta có thể tát chết một con thú hoang và giỏi y thuật. Tình hình trước mắt rõ ràng là dùng độc. Tư Lan biết dùng độc. Chú thỏ hiền lành bỗng nhiên bộc lộ sức mạnh bạn trai. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đánh nhầm thì thôi đi, nói giống cái của tôi như vậy, tôi rất không vui. Giọng nói lạnh lùng thể hiện sự bất mãn. Giọng nói êm tai kết hợp với dây leo đen kịch độc càng toát lên vẻ chết chóc. Độc của dây leo đen sẽ không khiến họ chết ngay, mà từ từ ăn mòn da thịt, gây ra đau đớn tột cùng. Hân Đốn, bên các anh làm việc vẫn như vậy à? Tộc trưởng Mạc Tùy lên tiếng, giọng điệu tùy ý nhưng mang theo vài phần khiển trách, đồng thời cũng đang kiểm soát tình hình. Quả cầu sét trong lòng bàn tay Hân Đốn đã nhắm vào Tư Lan. Với tốc độ của mình, Tư Lan có thể né tránh, nhưng nếu né tránh quả cầu sét đó, anh ta sẽ phải vào trong bộ lạc. Sức công phá của quả cầu sét rất mạnh, dù có đỡ được cũng sẽ bị thương. Phiền phức quá. Vị tộc trưởng này, với tinh thần bảo vệ bộ lạc, không muốn dọa giống cái, liền lên tiếng giảng hòa. Tộc trưởng Mạc Tùy, Tư Lan, được rồi đấy, vốn dĩ là họ sai, thủ lĩnh Hân Đốn chắc hẳn đã biết lỗi rồi. Sau này sẽ quản lý thú nhân trong bộ lạc cho tốt, đúng không? Nếu không, sau này sẽ không có giống cái nào muốn tìm thú nhân của bộ lạc các anh nữa đâu. Lời này khiến Hân Đốn nghẹn họng, vẻ mặt hắn ta vô cùng đặc sắc. Đám bướm lớn tức giận, uất ức. Vài giống cái gan lớn trong bộ lạc Lục Sâm cũng lại gần xem náo nhiệt, khiến chúng càng không dám làm cản. Hân Đốn nghiến răng, lạnh lùng liếc nhìn con rắn trắng lớn đang nằm giả chết trên mặt đất, rồi dẫn theo những thú nhân chúng độc trở về chữa trị. Xác nhận bọn họ đã rời đi, Mạc Tùy nói, được rồi, bọn họ đi rồi, các người muốn đi hay ở lại thì tùy, qua mùa đông thì quay lại bộ lạc Lục Sâm nhé,
mùa xuân ở Lục Sâm rất đẹp. Nói xong, ông ta tiếp tục đi tuần tra. Lúc đó có quay lại hay không thì chưa biết, bây giờ chuyện đã qua rồi. Tư Lan nhẹ nhõm thở ra, quay đầu nhìn Thiên Vân, vẻ mặt lập tức trở nên ôn hòa, dịu dàng. Thiên Vân, chúng ta còn đi nữa không? Việc chuẩn bị bỏ trốn gấp gáp như vậy là để đề phòng bọn họ biết thân phận thánh nữ của cô. Rõ ràng tin tức chưa lan truyền, những con bướm kia giao đấu với Hàng Sa chỉ vì nghĩ anh ta đã giết thú nhân của bộ lạc chúng. Cũng vì Hàng Sa là thú lang thang nên đám bướm kia mới có nhiều ác ý như vậy. Đến cả giống cái mà chúng cũng dám mắng, vây đánh thú lang thang chỉ là chuyện nhỏ. Thiên Vân không chút do dự nói, đi, chúng ta đến vùng ấm áp qua đông. Dù hôm nay có chuyện này hay không, đi biển cũng là kế hoạch của họ, chỉ là sớm hơn vài ngày mà thôi. Thương Di đã rời nhà tre đi rồi, kế hoạch rời đi bắt đầu. Chuyện chỉ là hư kinh một trận, bọn họ không cần phải vội vàng rời đi nữa, không cần lo lắng sẽ có thú nhân đuổi theo. Hàng Sa, anh ổn chứ? Thiên Vân đưa tay sờ đầu Hàng Sa, quan tâm hỏi. Hàng Sa lắc đầu, tỏ vẻ không sao, không sao, em để Tư Lan cõng đi, người anh bẩn. Thiên Vân, không bẩn. Vết thương đau. Nghe vậy, Thiên Vân lập tức quay sang nhìn Tư Lan. Tư Lan hóa thành thú hình, dùng dây leo cố định toàn bộ đồ đạc của mình lên người, cẩn thận cõng cô lên đường. Thiên Vân quay đầu nhìn Hàng Sa, thấy anh ta từ từ di chuyển thân mình đuổi theo, động tác vẫn chậm rãi và linh hoạt như trước. Anh đỡ hơn nhiều rồi, Hàng Sa nhìn cô nói. Bởi vì ánh mắt cô nhìn anh ta đỏ hoe, đầy lo lắng, ánh mắt đó khiến anh ta vô cùng hài lòng, trong lòng vui vẻ, ngọn lửa nhỏ trên đầu đuôi vui sướng nhảy múa. Thiên Vân yên tâm. Thật ra, từ phản ứng của Tư Lan với Hàng Sa, cô cũng biết vấn đề không nghiêm trọng, chỉ là trông hơi đáng sợ. Họ đi được một đoạn, Thương Di vội vàng chạy đến, anh ta liếc nhìn Hàng Sa với vẻ mặt vô cảm, rồi nhận Thiên Vân từ lưng Tư Lan, đi về phía dòng sông. Tốc độ của anh ta rất nhanh, mang theo Thiên Vân đi trước một bước, nhanh chóng bỏ xa hai người kia. Thú lang thang rất giỏi giả vờ đáng thương để giống cái thương hại, vết thương đó có chớt được đâu mà khóc, Thương Di xa sầm mặt nói. Thiên Vân uất ức hỏi, nếu Hàng Sa không phải thú lang thang, với những gì anh biết về anh ấy, anh có đồng ý để anh ấy làm bạn lữ của em không? Nguyên nhân lớn nhất khiến anh ta bài xích Hàng Sa là thân phận thú lang thang. Nếu Hàng Sa không phải thú lang thang, chỉ là một thú nhân bình thường thì sao? Câu hỏi này khiến Thương Di im lặng, anh ta không trả lời. Thiên Vân không hỏi thêm nữa, việc anh ta không trả lời trực tiếp đã là câu trả lời tốt nhất rồi. Thú lang thang có quá nhiều yếu tố bất định, Thương Di không dám mạo hiểm. Hai người họ nhanh chóng đến bên bờ sông, Thiên Vân nhìn thấy nhà tre của họ, nhưng Thương Di không đưa cô đến đó, mà đi về phía rừng tre bên cạnh. Dòng nước chảy xiết, giữa các cây tre có khe hở, nước sông sẽ thấm vào, anh lấy thêm tre để nâng đáy lên, sau này em sẽ ở tầng 2. Thương Di thầm cảm thấy may mắn vì đã xây cho cô căn nhà tre 2 tầng. Nếu không, mấy người bọn họ sẽ phải ở chung với cô, nghĩ đến con rắn trắng lớn đó, anh ta cảm thấy rất khó chịu. Sự cảnh giác của anh ta đối với Hàng Sa không hề giảm bớt chút nào. Sau này cô sẽ ở tầng trên, còn mấy người bọn họ sẽ ở tầng dưới. Thiên Vân đáp lại một tiếng. Thương Di dùng gió cuộn tre lại, cô phụ trách cất vào không gian. Em thu thập tre tiện lợi như vậy thì lấy thêm một ít đi, anh muốn ống tre, tre không dùng hết còn có thể để dành làm củi. Yêu cầu đơn giản như vậy, Thương Di chỉ trong chớp mắt đã quét sạch một nửa rừng tre. Thiên Vân coi những cây tre đó như bảo bối, cất vào không gian, sau đó nhìn khu vực rộng rãi trong kho chứa đã có thêm những cây tre san sát này, cảm thấy có chút đầy đủ hơn. Thấy cũng không sai biệt lắm, cô liền nói, đủ rồi. Trên đường chúng ta thỉnh thoảng có thể chặt cây lấy gỗ. Gỗ tìm được ngoài trời vào mùa mưa và mùa đông chắc chắn sẽ khó cháy. Được, ánh mắt Thương Di thoáng hiện vẻ cương triều. So với việc cô khóc lóc, sợ hãi đủ thứ, anh ta thích cô chủ động yêu cầu cái này cái kia, lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai hơn. Ngoại trừ việc muốn thú lang thang, những yêu cầu khác anh ta đều có thể đáp ứng cô mà không chút do dự. Gỗ là thứ dễ kiếm nhất, trong rừng toàn là cây, hoàn toàn không cần lo lắng không kiếm được. Bây giờ không phải mùa măng, Thiên Vân không tìm thấy măng trong rừng tre cao vút này, nhưng cỏ dại và rau dại thì có rất nhiều. Cô không biết, Thương Di cũng không phản ứng gì, bọn họ không phân tán sự chú ý, chỉ tập trung vào những cây tre. Thu thập xong tre, bọn họ đến trước nhà tre, Hàng Sa và Tư Lan cũng đã đến. Thiên Vân, em đi chơi với Tư Lan ở bờ sông đi, ở đó có rất nhiều cá. Thương Di trực tiếp giao cô cho Tư Lan. Sau khi ném túi da thú trên lưng vào nhà tre, Tư Lan lấy đôi giày anh ta làm cho cô ra, giúp cô thay. Thiên Vân ngồi trên móng vuốt hổ của Thương Di, ngoan ngoãn nhìn Tư Lan giúp cô xỏ giày. Đế giày được làm bằng gỗ phẳng và dày, thân giày được đan bằng cỏ và dây leo, bên trong còn có thêm một lớp da thú, giống như một chiếc tất.
vì da thú dày và mềm mại nên đi rất êm chân. Đơn giản mà không kém phần hoang dã, Thiên Vân rất thích kiểu giày này. Giày hơi rộng, giống như cô đi giày size 37 trong khi chân cô chỉ có size 36. Cô đứng dậy, đi vài bước trên mặt đất, mỉm cười nói, không bị chật, rất thoải mái. Tư Lan, anh giỏi quá. Được cô công nhận và khen ngợi, Tư Lan ngại ngùng cười, em thích là tốt rồi. Thương Di khẽ hừ một tiếng, tốt lắm, sau này giày của Thiên Vân sẽ do Tư Lan làm. Hàng Sa đang im lặng cuộn tròn bên cạnh nói, anh phụ trách làm quần áo. Hồ Trắng gầm lên, tao thấy mày muốn ăn cướp thì có. Hàng Sa ánh mắt lạnh lẽo, hai thú nhân hùng hổ dùng ánh mắt giao chiến với nhau. Thiên Vân thấy bầu không khí không đúng, vội vàng lên tiếng, đừng cãi nhau nữa, sửa xong nhà tre chúng ta phải đi rồi, em không biết mùa mưa đến khi nào, nghe anh nhắc đến nhiều như vậy, chắc là sắp đến rồi. Tuy mùa đông còn xa, nhưng chúng ta có thể đến vùng biển trước khi mùa mưa đến không? Tư Lan, người đã từng đến vùng biển, lên tiếng, nếu ngày đêm đều di chuyển thì có thể đến kịp. Nhưng chúng ta không thể đi gấp như vậy, cũng không cần vội, cơ thể em sẽ không chịu được. Vào mùa mưa, mưa bão sẽ không kéo dài liên tục, sẽ có lúc tạnh mưa, mưa xuống thì chúng ta tìm chỗ trú mưa, tạnh mưa rồi lại lên đường. Sau khi mùa mưa kết thúc, sẽ có một khoảng thời gian ấm lên, sau đó mới giảm nhiệt độ, bước vào mùa đông. Thiên Vân ngây thơ giờ đã hiểu. Thương Di nói, vào mùa mưa, chúng ta sẽ tìm một hang động trên núi để trú mưa, ở trên cao sẽ không bị nước ngập. Thiên Vân gật đầu, vậy trong khoảng thời gian này, các anh vất vả một chút, săn bắt và thu thập nhiều thức ăn, như vậy dù là mùa mưa hay mùa đông cũng không cần phải ra ngoài săn bắn nữa. Chúng ta có thể thoải mái ở nhà sưởi ấm, thỉnh thoảng muốn ra ngoài hoạt động thì đi chơi, không cần phải lo lắng về thức ăn. Cô bé ngây thơ, Hàng Xa khẽ lẩm bẩm. Thương Di liếc anh ta một cái, nói, đối với Thiên Vân, chỉ cần lúc nào cũng được ăn no mặc ấm là đủ rồi, những chuyện khác là trách nhiệm của anh. Thiên Vân hơi hoang mang khi nghe cuộc trò chuyện của họ, hai người này dường như không có ý định chủ động giải thích cho cô đành quay sang nhìn Tư Lan. Tư Lan mỉm cười nói, mùa mưa và mùa đông là thời điểm giống cái dễ bị bệnh nhất, dù thức ăn và gia thú giữ ấm có đủ cũng vô ích. Anh ở bên cạnh em, những chuyện này em không cần lo lắng, cơ thể có bất kỳ cảm giác khó chịu nào cũng phải nói cho anh biết. Khó chịu vì không quen thời tiết cũng phải nói, mỗi lần xuất hiện đều phải nói cho anh biết. Anh sẽ thu thập một số thảo dược cần thiết để dự phòng. Cất trong không gian của em được không? Đương nhiên là được rồi, đến lúc đó làm một cái kệ gỗ, chuyên để thảo dược, Thiên Vân dứt khoát trả lời. Tư Lan cười rạng rỡ. Cứ như vậy, cô, người sở hữu không gian, đã nắm giữ toàn bộ vật tư của cả gia đình. Những việc này cứ để anh lo, em đi chơi đi. Thương Di giục cô rời khỏi nhà tre, anh ta muốn bắt đầu cải tạo nhà tre rồi. Anh ta nhìn Tư Lan, nghiêm túc nhắc nhở, lần trước cô ấy đứng dưới thác nước tắm rửa, đầu óc choáng váng rồi ngã xuống dòng nước, anh chú ý hơn nhé, đừng có nhìn cá mà đầu óc choáng váng đấy. Nghe vậy, Tư Lan thận trọng gật đầu. Thiên Vân bĩu môi, lúc đó chẳng phải là do anh ta chọc tức sao, ai bảo anh ta bá đạo, biến thái như vậy. Cô lấy ra một đống tre từ không gian trồng trọt, đặt sang một bên. Cùng Tư Lan chậm rãi đi về phía khu vực nước nông thoai thoải. Khi đến gần bờ sông, Tư Lan nắm lấy tay cô, sợ cô chóng mặt, không đứng vững mà ngã xuống. Hàng Xa tự mình bơi đến chỗ khác, xuống nước rửa sạch vết thương trên người, lên bờ liền nằm cuộn tròn nghỉ ngơi. Thương Di không thích anh ta nhúng tay vào việc cải tạo nhà tre cũng đã đủ. Thiên Vân có Tư Lan ở bên, anh ta từ từ nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, nghỉ ngơi. Thiên Vân vẫn chú ý đến tình hình của Hàng Xa, vết thương trên người anh ta đã đỡ hơn nhiều, chỉ là vảy bị sét đánh vẫn còn hơi đen, nhưng tinh thần anh ta rất tốt, nằm đó ngủ. Thiên Vân, Thiên Vân, Tư Lan gọi cô, do dự một chút rồi mới đổi cách xưng hô. Thiên Vân nhìn anh ta, mỉm cười nói, anh muốn gọi thế nào cũng được. Tư Lan yên tâm gật đầu, khi có thú nhân khác thì gọi là Thiên Vân. Đôi mắt trong sáng của anh ta ánh lên vẻ dịu dàng, anh ta cảm thấy mọi thứ liên quan đến cô đều rất tốt đẹp, anh ta đã muốn gọi tên cô từ lâu rồi, Thiên Vân. Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại gọi tên cô khiến trái tim Thiên Vân như bị lông vũ lướt qua, cảm giác thật kỳ diệu. Một thú nhân dịu dàng như chú thỏ lớn, yêu đương với anh ta chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời. Khác hẳn với cảm giác yêu đương với hai người kia. Tư Lan nắm tay cô, đứng ở vùng nước nông nhìn ngắm, dòng nước hơi xiết, anh ta không xuống nước bắt cá. Chỉ đứng đó nhìn cùng cô. Chỉ cần nhìn thôi, cá không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tạo đủ không gian cho Thương Di cải tạo nhà tre. Nếu không, động tĩnh lớn sẽ khiến Thiên Vân ở bên cạnh bị thương. Nhà tre tuy chỉ có hai tầng đơn giản, trống không, chỉ có một cái ổ, nhưng căn nhà gần như không có vấn đề gì. Chỉ là phần đáy có thể bị nước thấm vào. Khoảng cách giữa các cây tre được gia cố rất khít, nhưng ít nhiều vẫn có một số khe hở.
Thương Di lại thêm một lớp mỏng ở đáy nhà tre, lớp này còn lớn hơn diện tích nhà tre, giống như đặt một cái bệ lớn, cao ráo và rộng rãi bên dưới nhà tre. Nếu lỡ dòng nước chảy xiết, không giữ vững mà va chạm vào cũng sẽ không làm hỏng nhà tre, cái bệ bên dưới trở thành một lớp bảo vệ. Làm xong những việc này, Thương Di chống nạnh đứng nhìn, suy nghĩ một hồi rồi lại bắt tay vào làm. Anh ta bố trí hàng rào xung quanh bệ bảo vệ bên dưới, chiều cao hàng rào gần đến ngực Thiên Vân. Hừ, tao không tin như vậy mà mày còn có thể rơi xuống sông. Thương Di nhìn kiệt tác của mình, vô cùng hài lòng. Kể từ sau lần cô tắm rửa bị rơi xuống thác nước, anh ta luôn cảnh giác với nước, cũng hối hận vì lúc đó không để ý đến cô. Đã từng xảy ra tai nạn như vậy rồi, anh ta không cho phép tai nạn đó xảy ra lần nữa. Sau này, bọn họ sẽ phải di chuyển trên sông, anh ta phải giải quyết tất cả những nguy hiểm có thể xảy ra. Cải tạo xong nhà tre, Thương Di còn xuống nước thử, xác nhận chắc chắn nước sông sẽ không tràn lên. Anh ta dùng gió điều khiển nhà tre dừng lại ở khu vực nước nông nơi Thiên Vân đang đứng. Một luồng gió nhẹ nhàng đưa cô lên, đẩy vào vòng tay anh ta. Thiên Vân đã quen với việc bị con hổ lớn này cuộn qua cuộn lại, cô không sợ độ cao, cũng không thấy khó chịu với cảm giác này. Luồng gió Thương Di dùng để cuộn cô và luồng gió dùng để đánh nhau hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, luồng gió cuộn cô vô cùng dịu dàng. Sau khi đứng vững, cô gọi xuống dưới, Tư Lan, Hàng Sa, chúng ta xuất phát thôi. Nghe thấy tiếng gọi, cả hai đều đi lên. Thấy Hàng Sa đi lên, Thương Di nhướng mày, khó chịu định lên tiếng. Thiên Vân nhón chân hôn lên má anh ta, mỉm cười nói, vất vả cho hổ lớn nhà em rồi, anh giúp em dọn ổ cỏ nhé. Em để nồi đá và nguyên liệu ở dưới rồi, Hàng Sa bắt cá, Tư Lan nấu cá, em đói bụng rồi, đi thôi. Cô khoác tay anh ta, nhân lúc con hổ lớn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, kéo anh ta vào nhà tre. Nhanh chóng hóa giải tranh chấp sắp xảy ra. Thương Di hoàn hồn, nhìn Thiên Vân đang cười tươi tắn bên cạnh, trong lòng vừa vui vừa khó chịu. Vui vì cô chủ động hôn anh ta, làm nũng với anh ta. Khó chịu vì cô làm nũng là vì Hàng Sa. Thiên Vân ngẩng đầu nhìn anh ta, làm sao cô lại không hiểu cảm xúc kìm nén trong đôi mắt tím kia. Cô nhẹ nhàng nói, cần có thời gian để tìm hiểu lẫn nhau, anh bài xích Hàng Sa chỉ vì anh ấy là thú lang thang. Dù anh ấy là thú lang thang, anh ấy cũng đối xử tốt với em hơn rất nhiều thú nhân khác trong bộ lạc, đúng không? Bạn lữ mà em muốn tìm chính là người đối xử tốt với em, có thể bảo vệ em. Hàng Sa ngay từ đầu đã không làm hại em. Nếu anh ấy muốn ép buộc em còn có thể bình an vô sự sao? Anh thì lại nổi nóng, quát mắng em, còn làm em đau, cắn em. Nói đến chuyện này, cô vẫn còn có chút oán giận. Thương Di cứng người, anh ta cúi đầu, ủ rũ vô cùng, không nói gì, cuộn ổ cỏ ở tầng 1 lên tầng 2. Thiên Vân ngạc nhiên nhìn con hổ lớn khác thường. Với tính cách của anh ta, nếu cô nói những lời này, chắc chắn anh ta sẽ nổi trận lôi đình, mắng mỏ om sòm, nhưng anh ta lại im lặng. Tôi còn không nỡ làm em bị thương, hắn ta đối xử với em hung dữ như vậy, còn dám ghét bỏ tôi. Hàng Sa nửa người nửa rắn lười biếng dựa vào cửa, giọng điệu có chút chế nhạo. Tư Lan vội vàng hòa giải, Thương Di chỉ là tính tình không tốt, anh ấy rất chung thủy với Thiên Vân. Tính tình không tốt thì có thể dạy dỗ, Thiên Vân, em nói chuyện với anh ấy cho đàng hoàng, quan tâm đến Thương Di một chút là anh ấy sẽ ngoan ngoãn ngay, thú nhân đều nghe lời bạn lữ của mình. Lời này khiến Thiên Vân cảm thấy khó chịu trong lòng. Từ khi đến thế giới này, cô luôn được bọn họ chăm sóc, tuy cô không bài xích việc kết đôi với Thương Di, nhưng về chuyện tình cảm, cô thật sự chưa suy nghĩ kỹ càng. Chưa tìm hiểu kỹ con hổ lớn Thương Di rốt cuộc là người như thế nào, cô chỉ biết anh ta nóng tính, kiêu ngạo, bá đạo. Theo quy tắc của thế giới này, cô đã không tôn trọng bạn lữ của mình, việc cô sợ anh ta đã đủ khiến anh ta mất mặt rồi. Kiểu thú nhân dễ nổi đoá này rất dễ dỗ dành, cơn giận của anh ta chỉ là vì cô không coi anh ta là bạn lữ, cô không đặt đúng vị trí của anh ta. Cô lấy nồi niêu song chảo, nguyên liệu từ không gian trồng trọt ra, thấy con hổ lớn lên lầu vẫn chưa xuống, cô liền đi lên xem. Ổ cỏ đã được trải sẵn, Thương Di đang ngồi khoanh chân bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, trầm ngâm. Bóng lưng cô độc đó trông thật đáng thương. Thiên Vân do dự một chút, chậm rãi đi đến bên cạnh anh ta, ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay anh ta. Việc cô chủ động đến gần khiến anh ta sững người, ngay sau đó nắm chặt tay cô, đáp lại cô. Dù sao thì anh cũng là người nóng tính, điểm này em không nói sai, anh tự biết tính tình của mình mà, những chuyện đó em đã, không còn giận nữa. Anh có biết không, khi ở bên cạnh Hàng Sa, em vẫn mong anh sẽ đến tìm em, anh sẽ nhanh chóng tìm thấy em, trong lòng em cũng có cảm giác đó, anh nhất định sẽ tìm thấy em, anh sẽ không bỏ rơi em. Tuy tính tình thật sự không tốt, tính tình không tốt là khuyết điểm của anh ta, nhưng anh ta cũng có rất nhiều ưu điểm. Con hổ lớn bá đạo, kiêu ngạo, luôn cố gắng hết sức để chăm sóc cô,
Anh ta bài xích Hằng Sa là thú lang thang cũng là vì trách nhiệm của bạn lữ, bảo vệ cô. Nghe cô nói vậy, Thương Di cảm động khôn tả. Anh ta nâng tay cô lên, đặt lên miệng, thành kính hôn lên mu bàn tay cô. Anh rất sợ, sợ không chăm sóc tốt cho em. Anh chỉ muốn em lúc nào cũng được ăn no mặc ấm, vui vẻ, không bị bệnh tật gì. Thiên Vân, anh thật sự rất thích em. Dù em có đỏng đảnh, khó nuôi đến đâu, anh cũng muốn nuôi. Sau này anh sẽ không nóng nảy nữa. Em cho anh đánh chết Hằng Sa được không? Mẹ kiếp, lúc nãy còn thổ lộ tình cảm sâu đậm, cuối cùng lại nói ra câu này, phá hỏng hết cả không khí. Không được, bây giờ anh ấy rất ngoan, không được đánh. Nếu anh ấy không ngoan thì anh có thể đánh anh ấy. Thiên Vân kiên quyết nói. Con rắn trắng lớn Hằng Sa trước mặt cô tuy ngoan ngoãn, nhưng cũng là kẻ lắm tâm cơ. Không chỉ anh ta, mà cả chú thỏ lớn Tư Lan cũng không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Từng người một đều là trong ngoài không đồng nhất, lắm mưu mô. Ngược lại, con hổ lớn Thương Di này, khi nào không vui thì sẽ gào lên cho hả giận, thật thà biết bao. Được, sau này anh sẽ ngày ngày để ý hắn ta, nếu hắn ta dám làm gì không đúng, anh sẽ đánh chết hắn ta. Con hổ lớn như được tiêm máu gà, hừng hực khí thế. Lời này khiến Thiên Vân hoảng sợ, chuyện này không đến mức đó chứ. Sao lại phải tàn nhẫn như vậy? Ngoan, đừng để bọn họ có cơ hội nói xấu anh, đừng gây chuyện. Anh là thú nhân của em, là thú nhân đầu tiên của em đấy. Cô dịu dàng dỗ dành anh ta. Lời này khiến khí thế của Thương Di dịu xuống. Anh ta hóa thành thú hình, đầu cọ sát vào lòng cô một cách vui vẻ. Anh ta là thú nhân đầu tiên của cô. Vị trí của anh ta trong lòng cô là đặc biệt. Con hổ lớn càng nghĩ càng xúc động, không nhịn được đè cô xuống ổ cỏ. Chiếc lưỡi ướt át, nóng bỏng liếm nhẹ lên vai cô. Vết răng đã biến mất, làn da trên vai đã trở lại trắng nõn như ban đầu. Thiên Vân bị liếm đến mức thở gấp, cô đưa tay đẩy nhẹ cái đầu to ra, cau mày nói, đừng nghịch nữa, em đói bụng rồi, muốn ăn cơm. Nghe cô nói đói bụng, Thương Di lập tức dừng hành động của mình, hóa thành người, bế cô xuống lầu. Hằng Sa đã bắt được một mẻ cá, Tư Lan đang xử lý. Nhìn thấy một vài con trai sông ở cửa, Thiên Vân mừng rỡ, tò mò lại gần. Đây là trai sông phải không? Bên trong có ngọc trai không? Cô ngồi xổm ở cửa, hỏi Thương Di đang đi phía sau. Thương Di ngồi xổm bên cạnh cô, cầm một con chai lên, dùng gió cắt đôi nó ra. Chai nước ngọt, ở Trung Lục gọi như vậy, bên trong đúng là có ngọc chai nhỏ. Anh ta vừa nói vừa lấy ra vài viên ngọc chai nhỏ từ thịt chai. Thiên Vân vui vẻ nói, em muốn những viên ngọc chai này, anh có thể khoan một lỗ nhỏ trên ngọc chai không? Em muốn sâu chúng lại với nhau. Thương Di không hiểu mấy viên ngọc chai nhỏ này có gì hay ho, cũng không tròn trịa, đẹp đẽ như đá quý. Được, anh ta chiều chuộng đáp. Cô muốn... Vậy thì chiều theo ý cô. Anh ta mở hết chai nước ngọt trên mặt đất, lấy ngọc chai từ thịt chai ra. Thiên Vân rất tự giác lấy một cái bát nhỏ từ trong không gian ra để đựng ngọc chai. Hằng Sa vừa bắt thêm một mẻ cá lên bờ, thấy Thiên Vân thích chai nước ngọt, liền ném cá ở cửa nhà tre, lập tức xuống nước tìm chai. Mấy con cá lớn mất kiểm soát, nhảy loạn xạ, khiến Tư Lan cuống cuồng bắt cá, dùng mảnh đá trong tay đập choáng rồi kéo đi. Chỉ cần Thiên Vân dỗ dành tốt, con hổ lớn và con rắn trắng lớn vẫn có thể hòa thuận. Lúc này, Thương Di không hề phản đối việc Hằng Sa nhặt chai nước ngọt dưới đáy sông. Anh ta mặt không cảm xúc nhận lấy, mở ra, lấy ngọc chai đưa cho Thiên Vân. Thiên Vân cẩn thận lựa chọn những viên ngọc chai bên cạnh, ngọc chai lớn nhỏ, màu sắc khác nhau, trong đó màu hồng nhạt chiếm đa số, một số ít màu trắng và tím. Cô chọn ra những viên ngọc chai tương đối tròn trịa. Hằng Sa, đủ rồi, không cần tìm nữa, thấy số lượng cũng kha khá rồi. Cô liền gọi Hằng Sa đang quay lại đưa chai nước ngọt. Hằng Sa, được, anh đi bắt cá. Vừa quay đầu lại, anh ta chợt nghĩ đến điều gì đó, quay lại nhìn cô, hỏi, có tôm, ăn được không? Thiên Vân gật đầu, ăn được. Anh ta xuống nước bắt tôm. Dòng sông thẳng tắp, rộng rãi, nước chảy xuôi dòng, tạm thời không cần lo lắng bị mắc cạn hay va vào bờ. Hằng Sa luôn đi theo nhà tre, bắt cá dưới đáy sông, nếu vị trí có lệch, anh ta sẽ lặng lẽ điều chỉnh. Thương Di mở hết chai nước ngọt, thu được đầy một bát ngọc chai. Anh ta dùng những cơn gió nhỏ khoan lỗ trên những viên ngọc trai đẹp mà Thiên Vân đã chọn trước. Những viên ngọc trai méo mó còn lại anh ta cũng khoan lỗ. Tư Lan mỉm cười nói, người cá thường dùng ngọc trai và vỏ sò để trang trí quần áo, rất đẹp. Trong đầu anh ta đã có kế hoạch dùng những viên ngọc trai này để trang trí quần áo rồi. Đột nhiên anh ta nghĩ đến điều gì đó, lấy ra một viên ngọc trai nhỏ màu đỏ tươi từ túi da thú của mình, đỏ mặt đưa cho cô. Thiên Vân khó hiểu nhìn viên ngọc đỏ mà Tư Lan đưa. Dù là kích thước hay màu sắc đều khác với đá quý, đó không phải là đá quý. Đây là gì vậy? Đẹp quá! Cô đưa tay nhận lấy, cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ viên ngọc. Ấm áp nhưng không nóng.
Trong lòng cô đột nhiên có chút suy đoán. Tư Lan nhỏ giọng nói, là đá lửa, lúc dọn đồ anh đã mang theo, nó là của em, anh cũng là của em. Lời tỏ tình bất ngờ, lại còn trước mặt Thương Di, Thiên Vân lập tức đỏ mặt. Còn Thương Di thì vẫn đang bận rộn với những viên ngọc trai, hoàn toàn không để ý đến lời nói của họ. Không phải là phớt lờ, mà là chuyện này chẳng phải rất bình thường sao. Chỉ cần không phải con rắn kia đến tỏ tình, ve vãn là được. Thiên Vân gật đầu thật mạnh, nắm chặt viên đá lửa trong lòng bàn tay. Em rất thích ngã, dù là đá lửa hay anh, em đều thích. Nghe vậy, Tư Lan vui mừng, Thương Di buồn bã, còn con rắn trắng lớn vừa bắt được một mẻ tôm trở về thì vui vẻ vẫy đuôi. Đá lửa có chất liệu của đá, màu đỏ sẫm, bề mặt hơi sần sùi, trông giống như một quả cầu lửa nhỏ. Kích thước không lớn, chỉ hơi to hơn móng tay của cô một chút. Nhỏ như vậy, nhưng có thể duy trì nhiệt độ cho một bể nước cũng rất lợi hại rồi. Có đá lửa, bình thường có thể dùng để tắm nước nóng, trời lạnh có thể mang theo bên người để sưởi ấm, nhét một viên nhỏ vào túi áo còn tiện hơn con rắn trắng lớn hàng xa tỏa nhiệt nhiều. Đột nhiên mắt cô sáng lên, dè dặt hỏi, có thể khoan lỗ trên viên đá lửa này không? Thương Di ngơ ngác quay đầu nhìn cô, anh ta đoán được cô muốn làm gì rồi. Tư Lan suy nghĩ một chút rồi nói, có thể khoan lỗ, loại đá lửa này dù bị vỡ cũng vẫn tỏa nhiệt, chỉ là nhiệt độ không cao bằng nguyên khối. Trước đây, thú nhân của bộ lạc Lục Sâm đã từng dùng xương cá cứng mài từ từ trên đá lửa để tạo ra một lỗ nhỏ, dùng gân thú sâu lại cho giống cái đeo trên cổ tay để chơi. Đó là những viên đá lửa có kích thước tương đương với những viên ngọc trai này, nhiệt độ tỏa ra không cao, vào mùa đông, giống cái đeo trên tay cũng có thể sưởi ấm. Chỉ là khi khoan lỗ phải cẩn thận, dễ bị vỡ. Chuyện này đơn giản, Thiên Vân mỉm cười nói, đưa tay vỗ vai Thương Di. Con hổ lớn bất lực, nhận viên đá lửa từ tay cô, dùng một cơn gió nhỏ nhanh chóng khoan một lỗ. Trên đường anh sẽ chú ý đến thú dữ, gân thú dữ có độ đàn hồi tốt, không dễ đứt, dùng gân thú dữ là thích hợp nhất. Anh ta vừa nói vừa nhét viên đá lửa trở lại tay cô. Tư Lan ngồi xổm bên cạnh cô, tò mò hỏi, viên lớn như vậy, em muốn đeo ở đâu, tay, chân hay cổ? Thiên Vân suy nghĩ một chút rồi nói, đeo ở tay đi, chỉ đeo một viên thôi, dùng da thú bọc gân thú giữ một vòng cho đẹp. Đây chẳng phải là dây buộc tóc kiểu ruột già phiên bản hoang dã sao? Đeo ở tay cho tiện nghịch. Thương Di khẽ hừ một tiếng, tay này đeo đá lửa, tay kia đeo ngọc trai, tay em đúng là bận rộn thật đấy. Thiên Vân, anh đúng là biết cách châm chọc. Tư Lan đã hình dung ra cảnh dùng da thú bọc gân thú giữ một vòng mà cô nói, nghĩ thôi cũng thấy đẹp rồi. Kiểu kết hợp này sao trước đây anh ta không nghĩ ra nhỉ? Anh ta nhìn Thiên Vân với ánh mắt càng thêm nồng nhiệt. Ngay sau đó, hàng xa lạnh lùng nhắc nhở, trong nồi đang nấu cái gì vậy? Tư Lan sững người, sau đó chợt bừng tỉnh, vội vàng vào xem đồ trong nồi. Thấy nước chỉ vừa sôi, chưa tràn ra ngoài, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cũng không dám lơ là, nghiêm túc ngồi canh nồi, đợi thức ăn chín để Thiên Vân ăn. Tai bọn họ thính lắm, nghe thấy cô nói đói bụng ở trên lầu. Thiên Vân ngồi xổm trên mặt đất, chân hơi tê, đứng dậy vận động một chút, cô thấy hàng xa nửa người nửa rắn đang ngồi trên bệ bên dưới. Nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cô định bước xuống thì đuôi hổ của Thương Di quấn quanh eo cô, ngăn cản hành động của cô. Cô bất lực quay sang nhìn Thương Di. Tiểu nhân, cô khẽ lẩm bẩm. Thương Di nhướng mày, cái gì? Thiên Vân gượng cười nói, anh đẹp trai quá. Anh ta cười lạnh, em đang mắng anh. Thịt trai này chúng ta có thể làm món trai xào cay. Cô chuyển chủ đề, cũng không định xuống tìm hàng xa nữa. Thương Di cũng không nói gì, anh ta nhanh chóng lấy thịt trai ra. Thiên Vân lấy một cái bát từ trong không gian đưa cho anh ta để đựng thịt trai. Vốn dĩ đang rảnh rỗi, cô định đưa tay ra làm cùng thì bị Thương Di đẩy vào trong nhà. Tư Lan bên trong nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy cô. Bàn tay mềm mại như vậy mà sờ vào thịt trai, vỏ trai sắc nhọn như vậy, lỡ cắt vào tay em thì sao, em cứ ngồi đó ăn đi, Thương Di bá đạo nói. Thiên Vân bĩu môi, bị Tư Lan kéo đến bên nồi đá. Cá trong nồi cũng gần chín rồi, mùi thơm đã bay ra. Cô chợt nhận ra không có bàn ghế, liền mở không gian ra xem, hiện tại chỉ có tre là có thể tận dụng. Thương Di, lát nữa có thể làm phiền anh làm vài cái bàn và ghế được không? Làm bằng tre được không? Thương Di đang cúi đầu xử lý thịt trai, không quay đầu lại nói, ừ, em ném tre ra đi, anh làm xong thịt trai này sẽ làm. Trong nhà tre rất sạch sẽ, em cứ tìm chỗ nào ngồi cũng được. Thiên Vân đáp lại một tiếng. Ngay sau đó, cô thấy Tư Lan lấy một tấm da thú từ túi da thú của mình ra, trải xuống chỗ bên cạnh, hành động chu đáo đó khiến lòng cô ấm áp. Anh ta kéo cô ngồi xuống, múc một bát cá cho cô ăn. Trong khi cô thổi nguội, chậm rãi ăn, Tư Lan lại tiếp tục đun số dầu ăn còn dang dở. Lúc ở rừng gai, vì bận bỏ chạy, Thiên Vân đã cất hết mọi thứ vào không gian, thời gian trong không gian là tĩnh,
nồi dầu vẫn còn nóng. May mắn là khi xây dựng nhà tre, Thương Di đã làm 3 cái bếp ở bên dưới. Nhà được làm bằng tre, dễ cháy, anh ta đã làm 3 cái bếp. Đó là những hòn đá lớn được khoét rỗng bên trong, bên trên có 2 lỗ, một lỗ để đặt nồi đá, một lỗ để thêm củi. Bếp rất lớn, có thể chứa được nhiều tro. Để giữ cân bằng, bếp được đặt ở vị trí trung tâm của nhà tre. Hiện tại, dòng nước rất ổn định, trọng lượng và lực nổi của nhà tre cũng đủ. Nhà tre hơi lắc lư, nhưng ở mức độ này không ảnh hưởng đến việc Thiên Vân đứng vững. Tư Lan cũng rất cẩn thận khi nấu cá, không nấu quá đầy. Nếu không, một cơn sóng ập đến, nhà tre lắc lư mạnh sẽ dễ làm đổ thức ăn trong nồi. Đổ ra ngoài thì thôi, đổ vào người Thiên Vân mới là chết người. Cũng để đề phòng, anh ta để Thiên Vân ngồi ở vị trí xa bếp. Dù dòng nước có biến động, thức ăn trong nồi bị đổ ra ngoài cũng không văng vào người cô. Thiên Vân, đưa cho anh một ống tre, thêm một ít gia vị em thích, anh nấu tôm cho em. Giọng hàng xa vang lên từ bên ngoài. Thiên Vân vội đặt bát xuống, đi ra cửa, bắt gặp ánh mắt nhướng mày khó hài lòng của Thương Di. Cô hơi liều lĩnh duỗi chân muốn dẫm lên cái đuôi đang chắn cửa. Đuôi hổ khẽ vẫy một cái đã né tránh, còn nhân tiện quấn lấy mắt cá chân cô. Cảm giác mềm mại khiến cô thấy nhột, không nhịn được cười. Thả ra, nhột. Thương Di mỉm cười, thả đuôi ra. Bảo em đưa thì em cứ đưa, xuống đó làm gì, bên dưới chưa được nâng cao. Lỡ con rắn đó cố ý lay động nhà tre khiến em mất thăng bằng thì sao? Anh ta vừa nói vừa lạnh lùng liếc nhìn con rắn trắng lớn đang kiên nhẫn chờ đợi bên dưới. Hàng Sa khẽ nói, tôi thừa nhận trước đây tôi đã dọa cô ấy. Theo lời cô ấy nói, tôi là người gây ra tổn thương tinh thần. Còn anh cắn cô ấy, làm cô ấy bị thương là tổn thương thể xác. Chúng ta không khác gì nhau, đều làm cô ấy sợ hãi. Thiên Vân đen mặt. Hai người còn thấy vẻ vang nữa à? Hai tên biến thái. Thỏ con oán trách. Hai người thật là xấu xa. Thương Di lập tức sa sầm mặt mày, anh ta nghiến răng định đứng dậy đi tìm Hàng Sa đánh nhau. Nhưng khi đứng dậy, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng, bất an của Thiên Vân, khí thế của anh ta lập tức yếu đi. Thiên Vân, con rắn đó đã gây tổn thương tinh thần cho em như thế nào? Thiên Vân bĩu môi kể lại, anh ta cho em xem cảnh nặc mạt bị thú lang thang ức hiếp, em thấy khó chịu vô cùng. Thương Di, Thiên Vân tưởng anh ta sẽ nói gì đó, nhưng anh ta lại im lặng. Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, hỏi, anh không thấy việc anh ta làm đó là tổn thương tinh thần rất lớn đối với em sao? Thương Di mặt mày nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm trọng nói, cách làm không có vấn đề gì, chỉ là em nhát gan thôi. Nặc mạt có ác ý rất lớn với em, nếu là anh cũng sẽ làm như vậy. Chậc, sao anh lại không nghĩ ra việc dùng thánh nữ để đổi đá quý với đám thú lang thang kia nhỉ? Thiên Vân sụp đổ. Vậy thì sao, có muốn dùng em để đổi không? Cô oán giận nói. Mấy người này rốt cuộc là loại người gì vậy? Lời nói vừa nghi ngờ vừa chất vấn này khiến Thương Di lạnh mặt, anh ta liếc nhìn Hàng Sa bên dưới, nói với hàm ý sâu xa, em là bạn lữ của anh, sao anh có thể làm như vậy được, anh đâu phải không săn được thú dữ. Em tự cẩn thận đấy, đừng để thú lang thang khác lừa lấy em đổi đá quý. Hàng Sa, thú lang thang bị ám chỉ, vừa nghịch một con tôm lớn trong tay, vừa nói, muốn đổi thì đã đổi từ lâu rồi, vì thích nên mới giữ lại, chúng ta ở bên nhau đến giờ, tôi còn chưa cắn em, đúng không, Thiên Vân? Thiên Vân giật khóe miệng, chuyện này vẫn chưa qua à? Thương Di tức giận đến mức bốc khói, anh ta vừa bỏ thịt chai vào bát, vừa nói với Thiên Vân, tên này nhất định phải đánh, hắn ta nói bậy quá. Nói xong, anh ta hóa thành thú hình, lao xuống. Hàng Sa khẽ nhếch môi, hóa thành thú hình, nhảy xuống nước. Thương Di cũng lao xuống nước, hai bên giao chiến dưới nước. Thiên Vân không nhìn thấy bóng dáng của họ, cũng không biết họ đánh nhau như thế nào, chỉ cảm thấy sóng nước dao động hơi mạnh, khiến nhà tre rung lắc dữ dội. Tư Lan lo lắng chạy ra kéo cô vào trong, để cô ngồi yên vị. Em cứ ăn đi, ở dưới nhà tre, bọn họ không gây ra chuyện gì lớn đâu. Hơn nữa, anh phát hiện ra rằng mỗi khi hai người họ đánh nhau sẽ thu hút thú dữ đến. Chúng ta còn phải tìm thú dữ để lấy gân, cứ để họ đánh nhau một lúc, xem có thu hút được thú dữ đến không. Thiên Vân ngẩn người. Lời này nói rất có lý, cô không thể phản bác được. Nhưng cô cũng hiểu ý đồ của chú thỏ này. Tuy không thể nói là có ý đồ xấu, nhưng chắc chắn là có mục đích riêng. Cô do dự một chút, bê bát cá chưa ăn xong lên tiếp tục ăn. Ăn được vài miếng, cô chợt nghĩ đến điều gì đó. Nói, tôm mà Hàng Sa bắt được ở trên bệ bên dưới có chạy hết không? Tư Lan, anh đã lấy lên rồi, chúng ta nấu trong nồi đá. Anh ta xuống dưới, mang số tôm chưa kịp chạy thoát lên, cho vào nồi đá, thêm vài lá muối rồi đun. Thiên Vân cảm thấy nhà tre hơi ổn định hơn một chút. Cô liền đứng dậy, đến bên cửa sổ, tò mò nhìn khu rừng dọc đường. Kết hợp với việc Thương Di và Hàng Sa đánh nhau mấy lần trước đều gặp thú dữ, hai người họ đã có thuộc tính đánh nhau là thu hút thú dữ.
Cô tò mò lần này bọn họ đánh nhau có thu hút được thú dữ xuất hiện hay không. Dù không có thú dữ xuất hiện, bọn họ cũng đánh không lại chứ. Hai người họ không có duyên phận phân thắng bại. Thật là kỳ lạ. Đột nhiên, cô nhìn thấy ba con thú khổng lồ trên bờ, toàn thân đen tuyền, có răng nanh sắc nhọn, ánh mắt hung dữ, đang chạy theo nhà tre của họ trên bờ. Ừ, cái đó, cô kích động đến mức suýt nghẹn. Tư Lan vội vàng đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhìn theo hướng cô nhìn, thấy những con thú dữ đang chạy theo họ trên bờ. Là thú dữ, không sao, thú dữ thường không giỏi bơi lội, sẽ không xuống sông như thế này, chúng không thể đến gần nhà tre của chúng ta. Anh ta bình tĩnh trấn an. Thiên Vân yên tâm đáp lại một tiếng, gọi xuống dưới, Thương Di, hàng xa, trên bờ có thú dữ, gân thú của em đến rồi, thịt của em đến rồi. Ngay sau đó, rắn trắng phá nước mà ra, bơi về phía bờ trước. Thương Di dùng gió điều khiển nhà tre cập vào bờ bên kia một cách an toàn, rồi quay lại, đạp nước mà đi, cùng nhau săn mồi. Nhìn con hổ lớn đạp nước bằng gió, Thiên Vân không khỏi thốt lên kinh ngạc, ngầu quá. Cô đã từng thấy Thương Di đánh nhau, nhưng chưa từng thấy anh ta săn mồi một cách nghiêm túc, lúc này được xem trận chiến từ xa cũng thú vị đấy chứ. Nhưng hai người kia lại cố tình dẫn thú dữ vào rừng, khiến cô không thể xem bọn họ đánh nhau. Thiên Vân cau mày. Vốn dĩ đã ở xa như vậy, không nhìn thấy nhiều chi tiết, cô muốn xem những con thú dữ đó hung dữ đến mức nào, vậy mà bọn họ lại dẫn thú dữ đi mất. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đen bốc lên ngùn ngụt từ khu rừng xa xa, bao trùm cả khu rừng xanh tươi. Thiên Vân ngạc nhiên, cô nhìn kỹ, những luồng khí đen cuồn cuộn và hình dạng được phác họa chính là ngọn lửa. Tư Lan dịu dàng giải thích cho cô, thú dữ giỏi dùng lửa đen, loại lửa đó rất lợi hại, sức phá hoại rất mạnh, cũng vì vậy mà chúng không giỏi bơi lội, không dám xuống nước. Thiên Vân đã hiểu. Tư Lan nhìn ngọn lửa đen đang cuồn cuộn trong khu rừng, cảm thấy có gì đó không ổn, liền đưa tay ra ngoài cửa sổ, giải phóng dị năng của mình. Ánh sáng xanh lục tràn ra, một tấm chắn ánh sáng xanh lục nhanh chóng hình thành, chắn trước nhà tre. Thiên Vân nhìn tấm chắn ánh sáng xanh lục giống như một lớp bảo vệ, trong lòng có chút suy đoán. Vài giây sau, ngọn lửa đen từ bờ bên kia bùng lên dữ dội, lan ra khắp mặt sông. Ngọn lửa đen hung dữ ập đến, va chạm vào rào chắn ánh sáng xanh lục. Bóng tối ập đến khiến sắc mặt cô thay đổi, theo bản năng lùi về phía sau. Thiên Vân, anh có thể chặn được sự tấn công của lửa đen, đừng sợ. Tư Lan đưa tay ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi. Nhìn rào chắn ánh sáng xanh lục vẫn vững vàng trước sự tấn công của lửa đen, Thiên Vân một lúc sau mới hoàn hồn, nói, em đã hiểu tại sao hai người họ lại dẫn thú dữ vào rừng rồi. Sau một đợt tấn công, uy lực của lửa đen dần suy yếu, tiếng gầm gừ của thú dữ vang lên từ xa, bọn họ đã bắt đầu giao chiến. Thiên Vân theo bản năng nhìn lên, thấy con hổ lớn chạy đến bờ sông, liếc nhìn bọn họ một cái, xác nhận Tư Lan đã chặn được sự tấn công của lửa đen, rồi quay lại, tiếp tục chiến đấu trong rừng. Giữa lửa đen, gió xanh và lửa đỏ va chạm, ba màu sắc hỗn chiến với nhau, dao động dữ dội. Thiên Vân lo lắng nhìn về phía bờ bên kia, lửa đen vẫn tấn công liên tục, nhưng không còn mạnh như đợt đầu, dù có tấn công thế nào cũng không thể vượt qua rào chắn ánh sáng xanh lục. Cô chỉ biết thú dữ sống trong rừng thú dữ, thích sống theo bầy đàn. Thú nhân đến rừng thú dữ săn mồi đều phải tìm cơ hội để tấn công những con thú dữ đơn lẻ, nếu không, một đàn thú dữ vây lại sẽ rất khó thoát thân. Bây giờ đã được chứng kiến, loại lửa đen này một khi lan rộng, rừng rậm sẽ bị phá hủy, không khí ngột ngạt, tầm nhìn cũng bị cản trở. Chiến đấu trong môi trường như vậy vô cùng nguy hiểm. Em lại, thích ăn thứ đáng sợ như vậy, Thiên Vân không khỏi buồn bã. Tư Lan bị lời nói của cô chọc cười, cúi đầu nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, đẹp đẽ, nói. Giết được một con thú dữ là giảm bớt khả năng sinh sản của chúng, sự tồn tại của thú dữ còn nguy hiểm hơn thú hoang đối với thú nhân chúng ta. Trở thành thức ăn của em là vinh hạnh của chúng. Thiên Vân, em cảm ơn chúng. Em thấy đấy, lửa đen do ba con thú dữ tạo ra đã phá hủy một khu vực rộng lớn như vậy. Nếu là cả một đàn, sức phá hoại sẽ còn mạnh hơn. Nếu gặp thú dữ đang hoạt động ngoài trời mà không đánh lại được thì hãy chạy đến nơi có nước. Tư Lan thấy tình hình đã ổn định, liền giải thích cho cô. Cô được nữ thần đưa đến từ một nơi rất xa, có thể không biết những điều này. Thiên Vân quả thật không biết, chỉ biết thú dữ rất hung dữ, thịt rất ngon. Khi khu rừng bên kia bị lửa đen thiêu rụi thành một vùng hoang tàn, không còn lửa đen nữa, cô biết trận chiến đã kết thúc. Chẳng mấy chốc, cô thấy Thương Di và Hằng Sa kéo thú dữ lên bờ xử lý. Máu loang nhanh trong dòng nước trong vắt, nhưng nhanh chóng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Da thú dữ rất dày và cứng, thú nhân thường không lấy da của chúng, chỉ lấy đá quý và thịt, một số cần gân thú thì sẽ lấy gân, còn lại đều bỏ đi. Tư Lan đứng sau Thiên Vân, hai tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Hơi thở ấm áp mang theo chút dè dặt quanh quẩn bên tai cô.
Sự thân mật vừa mập mờ vừa thận trọng này khiến nhịp thở của Thiên Vân rối loạn, cô căng thẳng cúi đầu, hai má không khỏi đỏ lên. "Ừm," cô đáp lại một tiếng. Cô cúi đầu nhìn bát cá gần hết trong tay, giọng nói nhẹ nhàng, "Tư Lan, anh giỏi quá, em cứ tưởng anh chỉ giỏi y thuật thôi. Cuối cùng, không chỉ biết dùng độc mà còn có thể tạo ra lá chắn phòng thủ. Cũng không phải cô xem thường anh ta, mà là anh ta thể hiện trước mặt cô quá ít, thân phận thầy thuốc đã khiến cô có ấn tượng như vậy. Cùng là dị năng hệ mộc, nhưng không phải thú nhân nào cũng có thể trở thành thầy thuốc, hệ mộc cũng có nhiều loại. Giống như việc có thể thúc đẩy thực vật phát triển, có thể xác định thực vật có độc hay không, nhưng chưa chắc đã có thể xác định nó có thể chữa bệnh gì. Thêm vào đó, với phong cách ôn hòa, dịu dàng của Tư Lan, dù có năng lực chiến đấu mạnh mẽ cũng sẽ không đặt anh ta ngang hàng với Thương Di và Hàng Sa. Chú thỏ lớn năng lực chiến đấu mạnh, khí thế cũng không yếu, nhưng khí chất lại không mạnh mẽ lắm. Tư Lan cúi đầu, áp mặt vào tai cô, cảm nhận hơi ấm từ làn da nhỏ bé của cô. "Ừm, sau này em hãy ở bên cạnh anh nhiều hơn nhé. Anh sẽ đưa em đi chơi ngoài trời, đi săn bắn, tìm rau dại, thể hiện tất cả năng lực và ưu điểm của anh cho em xem, được không?" "Thiên Vân, anh có năng lực bảo vệ em." Thiên Vân cảm động, cô đáp lại một tiếng, "Em biết, em không thấy anh yếu đuối, là em chưa hiểu rõ về anh, không chỉ anh, mà cả hai người họ, em cũng chưa hiểu rõ. Thời gian ở bên nhau chưa đủ nhiều, hơn nữa việc tìm hiểu giữa các loài thật sự rất mệt mỏi, khoảng cách quá lớn. Chỉ cần em muốn tìm hiểu, thú nhân sẽ không chút giấu giếm thể hiện bản thân trước mặt em." Tư Lan nhẹ nhàng cọ sát vào tai cô. Sau đó, anh ta lại nói, "Thiên Vân, đôi khi vấn đề nằm ở em, anh không nói em sai, mà là sự chú ý của em luôn đặt vào những điểm mà chúng anh khó hiểu. Em được nữ thần đưa đến từ nơi khác, sự khác biệt về môi trường sống khiến em tò mò và sợ hãi mọi thứ ở đây, điều đó là lẽ đương nhiên. Chỉ là đôi khi, em đừng nghĩ đến những điều đáng sợ, nếu sợ hãi thì cứ chạy vào lòng chúng anh đều ở bên cạnh em. Nếu em chú ý đến chúng anh, em sẽ hiểu rõ hơn về chúng anh cũng có thể hiểu rõ hơn về em, có thể chăm sóc em tốt hơn." Thiên Vân cảm thấy khó nói thành lời, cảm xúc rất phức tạp. Chú thỏ này rất biết cách an ủi người khác, những lời đó cũng rất đúng trọng tâm. Cô không chỉ cần hòa hợp với những thú nhân này, mà còn cần hòa hợp với thế giới này. Lúc mới đến bên cạnh Thương Di, cô ăn gì cũng nôn, khiến anh ta suýt phát điên. Nếu cô biết rõ những món ăn ở thế giới này, nếu Thương Di biết cô có thể ăn được những món gì, thì anh ta đã không nóng nảy như vậy. Dù là về ăn uống hay tính cách, cô và Thương Di là cặp đôi xung khắc nhất. Cũng chính ở bên anh ta, cô mới biết mình có thể ăn cá. Sau đó gặp Hàng Sa, ngoài việc ăn cá để no bụng, cô còn phát hiện ra mình có thể ăn thịt sói con. Từng bước một, cô đang tìm hiểu sâu hơn về thế giới này, đang hòa nhập với thế giới này, đang dần dần hòa nhập, cô và các thú nhân cũng sẽ hiểu nhau hơn. Cô tìm hiểu về họ thì dễ, còn họ muốn tìm hiểu kỹ về cô không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả bản thân cô cũng không biết mình có thể ăn được bao nhiêu món ăn ở thế giới này, chỉ có thể thử đi thử lại để xác nhận. Bây giờ đã có thể ăn vài loại thịt, cộng thêm rau trong không gian trồng trọt, vấn đề thức ăn hoàn toàn được đảm bảo, không sợ chết đói nữa. Sau này, cô còn phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh của thế giới này, cũng như những con thú dữ hung ác. Vì không biết mùa đông ở thế giới này sẽ lạnh đến mức nào, nên việc di chuyển đến khu vực ấm áp là cách an toàn nhất. Nếu không, khi bị bệnh, tình hình quá nghiêm trọng sẽ chết ngay. Chú thỏ lớn giống như một người dẫn đường tâm linh, luôn nói ra những điều mà cô không chú ý đến. Thầy thuốc quả nhiên là thầy thuốc, tâm tư nhạy bén, hoàn toàn có năng khiếu khai sáng cho người khác. Quả nhiên một gia đình phải có bạn lữ với tính cách khác nhau, Thiên Vân thở dài cảm thán. Tư Lan mỉm cười đồng tình, đúng vậy, tìm bạn lữ có năng lực khác nhau có thể chăm sóc em tốt hơn. Anh ta cúi đầu nhìn bát sắp hết trong tay cô, đưa tay nhận lấy, ân cần hỏi, em còn muốn ăn nữa không? Thiên Vân lắc đầu, ăn một chút rồi, không còn đói nữa, chỉ là muốn đi tiểu. Sau này, nếu không có gì đặc biệt, chúng ta sẽ không lên bờ, em nghĩ cần phải chuẩn bị một. Cô đang phân vân, không biết nên nói thế nào về việc cô cần một cái bô, đây là một chủ đề không được tao nhã cho lắm. Ừm, anh biết rồi, Tư Lan lập tức hiểu ý. Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, anh biết rồi. Tư Lan nghiêm túc nhìn cô, nói, trước đây, có một giống cái ở bộ lạc Lục Sâm đi tiểu ở hố cát, bị choáng rồi ngã xuống, khóc thảm thiết lắm. Sau đó bạn lữ của cô ấy đã làm một cái hố cát trong hang, xung quanh có gỗ bao bọc, để giống cái có thể ngồi lên đó. Một số giống cái ngồi xổm lâu, khi đứng dậy sẽ bị choáng, ngã xuống. Thiên Vân giật khóe miệng, đây quả thật là một câu chuyện vừa buồn cười vừa cảm động. Vì vậy, một số việc, một số phát minh đều ra đời trong những trường hợp đặc biệt, được cải tiến liên tục và tồn tại lâu dài. Cô dè dặt hỏi,
Vậy chúng ta có thể làm thành một cái thùng, mở rộng miệng thùng, có thể ngồi lên đó để đi tiểu không? Như vậy dọn dẹp cũng sẽ tiện hơn. Tư Lan suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, chỉ là khi nào không dùng thì em phải cất vào không gian. Nếu không, sóng nước lớn, hậu quả khó mà hình dung, em sẽ khóc đấy. Thiên Vân đen mặt. Thật sự là, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Bây giờ nhà tre phải dùng làm phương tiện di chuyển trên sông. Nếu làm hố cát trực tiếp trong nhà tre, lỡ có chuyện gì xảy ra, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Vậy còn các anh? Cô nhỏ giọng hỏi. Thương Di lặng lẽ xuất hiện bên ngoài cửa sổ, nói thẳng, chúng anh không cần hố cát, chúng anh tiểu tiện trực tiếp ra ngoài. Thiên Vân. Câu này cô không biết nói gì, chỉ có thể nói thật tiện lợi. Đi, anh đưa em đi tiểu. Thương Di trực tiếp bế cô ra ngoài cửa sổ, anh ta dùng sức gió để lên bờ, bế cô, đạp gió đi đến bờ. Thương Di tìm một chỗ cỏ không quá rậm rạp, dọn sạch những viên sỏi nhỏ trên mặt đất, dù bây giờ cô đang đi giày. Nhưng việc dọn dẹp những viên sỏi sắc nhọn trong phạm vi hoạt động của cô đã trở thành thói quen của anh ta. Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, anh ta đặt cô xuống, rồi tự mình đi đến bên cạnh, xử lý một cái cây. Thiên Vân bất lực thở dài, những hành vi kém văn minh của cô đều đã bị thế giới này chứng kiến rồi. Thương Di cũng rất biết điều, không hề nhìn trộm, chỉ ở đó làm thứ cô muốn. Anh ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Tư Lan. Sau khi giải quyết xong, cô chạy đến chỗ anh ta. Thương Di đã chuẩn bị vài miếng gỗ lớn nhỏ, nhấn mày ra hiệu Thiên Vân đến gần anh ta chọn một miếng. Em muốn kích thước bao nhiêu, có ý tưởng gì không? Thiên Vân nhìn một chút rồi nói, không cần quá lớn, bên trong bỏ thêm cát và một ít hoa cỏ có mùi thơm nồng, dọn dẹp một lần một ngày là được, tốt nhất là có thêm nắp đậy. Em ban đêm không đi tiểu, ban ngày cũng chỉ đi vài lần, có phải em ăn ít quá không? Thương Di không khỏi cau mày. Thiên Vân khẽ hừ một tiếng, em đâu giống như thú nhân các anh, ngày nào cũng đi tiểu một lần, lại còn đi rất lâu. Thương Di nghiến răng, không được nhìn thú nhân khác đi tiểu. Em không có, Thiên Vân cau mày. Cô là người lịch sự như vậy, sao có thể làm chuyện đó được? Nhìn vẻ mặt bực bội của cô, Thương Di đột nhiên bật cười thành tiếng, anh ta xoa đầu cô một cách cương chiều, nói, em đợi anh ở đây một lát, anh sẽ làm xong nhanh thôi. Thiên Vân gật đầu. Trong khi anh ta chọn một miếng gỗ thích hợp để bắt đầu mài giũa, cô tò mò nhìn xung quanh, tìm kiếm những loại cây quen thuộc. Nhìn thấy một cây lá muối ở bên cạnh, cô liền đi đến hái. Cô rất thích những thứ không thể trồng trong không gian trồng trọt. So với muối biển, cô vẫn thích lá muối hơn. Nếu không chê lá muối có mùi thực vật thì việc thu thập lá muối sẽ tiện hơn muối biển rất nhiều. Lá của cây lá muối có dụng vào mùa đông không? Thiên Vân vừa hái lá trên cành vừa hỏi. Thương Di thờ ơ đáp, không, mùa đông cũng có thể hái. Chỉ là lá muối mùa đông hơi nhỏ, không mọc tùm lắm. Nghe vậy, Thiên Vân yên tâm. Thương Di lại nói, anh hái cho em vài cây lá muối, số lá muối đó đủ cho em dùng rất lâu. Đến vùng biển rồi thì có thể dùng muối biển. Bên bờ biển cũng có cây lá muối. Biết rồi, cô đáp lại. Có một không gian lớn như vậy, cô không nhịn được muốn tích trữ, muốn thu thập tất cả những nguyên liệu mà cô thích. Một lúc sau, Thương Di đã làm xong hai cái thùng nhỏ. Bên trong dùng để đựng cát, có tác dụng giống như hố cát mà thú nhân dùng để đi vệ sinh, cái tên thùng cát ra đời như vậy. Thiên Vân, em lại đây ngồi thử xem có bị cộm mông không. Con hổ lớn có chút mong đợi gọi cô lại. Thiên Vân hơi buồn bực đi tới, không cần ngồi đâu, sơ thử là biết rồi. Cô sờ xung quanh miệng hai cái thùng cát, Thương Di đã mài rất nhẵn, không hề có một chút gai góc nào, nhưng dù sao cũng chưa được sơn, vẫn ở trạng thái nguyên thủy, không có độ bóng. Một cái thùng gỗ dùng cho việc này thì cần gì phải cầu kỳ, không bị cộm mông là được rồi. Mỗi thùng cát đều có nắp đậy với kích thước phù hợp, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Ừm, không cộm. Thiên Vân mỉm cười nói với Thương Di, anh giỏi quá, em thích lắm. Được cô công nhận, Thương Di nở nụ cười tươi rói. Về thôi, anh làm bàn ghế cho em. Thiên Vân cất thùng cát vào không gian, quay người lại thì thấy chú thỏ lớn Tư Lan đang nhìn ngó xung quanh, quan sát thực vật, trông giống như một yêu tinh lạc lối trong rừng. Cô nói với Thương Di, em muốn chơi với Tư Lan một lát, anh về trước nhé. Thương Di không có ý kiến gì. Sau khi đưa cô đến bên cạnh Tư Lan, anh ta trở về nhà tre trước. Tư Lan tưởng Thiên Vân sẽ đi theo Thương Di, không ngờ cô lại ở lại bên cạnh anh ta. Anh ta hóa thành người, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy vui mừng, đưa tay nắm lấy tay cô. Chúng ta đừng đi quá xa, cứ đi dạo quanh đây, xem có rau dại nào ngon không. Được, cô mỉm cười đáp. Tư Lan nắm tay cô đi dạo trong rừng, ánh nắng vừa phải, bầu không khí giữa hai người rất thoải mái. Nhìn đôi tai dài đang khẽ động đậy, Thiên Vân thấy ngứa ngáy tay chân, muốn sờ. Tư Lan đột nhiên cúi xuống hái một cây rau dại bên chân, tay cô lướt qua tai anh ta.
Cô hơi ngại ngùng rụt tay lại, ngay sau đó, bàn tay đang được anh ta nắm lấy được nâng lên, đặt lên tai anh ta. Muốn sờ thì cứ sờ, anh đâu có không cho em sờ. Anh ta đứng dậy nhìn cô, đôi mắt xanh lục long lanh, ánh mắt dịu dàng như nước khiến Thiên Vân cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Sao anh lại ngoan như vậy? Thiên Vân mỉm cười sờ tai anh ta. Chú thỏ lớn xanh mướt, hai tai dài rũ xuống ngã. Sự ngoan ngoãn của anh ta chỉ dành cho cô mà thôi. Tư Lan mỉm cười, tiếp tục nắm tay cô đi về phía trước. Dù đang hái rau dại, tay anh ta cũng không hề buông tay cô ra. Đi được một đoạn, anh ta cũng hái được kha khá rau dại. Khi đến một bụi cây có dây leo, anh ta đưa số rau dại trong tay cho Thiên Vân, rồi lấy một sợi dây leo nhanh chóng đan lại. Chẳng mấy chốc, một chiếc giỏ nhỏ đơn giản, có lỗ đã được hoàn thành. Thiên Vân hiểu ý, lấy một chiếc lá không biết tên từ bên cạnh, lót vào giỏ, rồi đặt số rau dại anh ta vừa hái lên trên. Như vậy đúng không? Như vậy sẽ không bị rơi ra ngoài. Ngã đúng rồi. Ánh mắt trìu mến của Tư Lan ánh lên gợn sóng dịu dàng, như muốn tan chảy ra. Không giống như ánh mắt bá đạo, mạnh mẽ của Thương Di, cũng không giống như ánh mắt lạnh lùng. Sâu thẳm của Hàng Sa, Tư Lan luôn dịu dàng, ấm áp như nước mùa xuân, rực rỡ, dễ chịu như ánh mặt trời đối với cô. Ở bên cạnh Tư Lan, cô không cảm thấy áp lực, anh ta cũng sẽ không đột nhiên làm những hành động khiến cô căng thẳng. Cùng nhau nắm tay dạo chơi trong rừng, trong lòng cô tràn ngập sự thoải mái và hạnh phúc khó tả. Thiên Vân, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để kết đôi với em, trên người em có dấu ấn thú của anh mới có tư cách hơn để ở bên cạnh em. Giọng anh ta nhẹ nhàng, mang theo sự thăm dò, cẩn thận nói. Thiên Vân sững người, sau đó hơi ngại ngùng cúi đầu. Một từ đơn giản đã thể hiện ý của cô. Tư Lan mừng như điên, anh ta hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Anh ta biết cô sẽ kết đôi với anh ta, nhưng không biết chính xác là khi nào. Anh ta phải nắm bắt cơ hội, như vậy anh ta cũng có thể ngủ bên cạnh cô rồi ngã. Chú thỏ lớn vui mừng khôn xiết, nắm tay cô tiếp tục tìm rau dại, còn hái quả ngọt cho cô ăn. Thiên Vân vừa cười vừa ăn quả, thấy Thương Di lại vào rừng tìm gỗ, mang về vài khúc gỗ lớn. Cô nhìn vài lần rồi cũng không để tâm lắm. Đợi đến khi giỏ đầy rau dại, Tư Lan đưa Thiên Vân trở về nhà tre. Thịt thú dữ đã được chuyển hết đến, Hàng Sa đang ở trên bệ bên dưới, chia thịt thành những miếng nhỏ dễ cắt, mỗi miếng đều được bọc bằng lá cây. Những miếng thịt có màu đỏ sẫm, lông và gân máu đã được làm sạch, bây giờ chỉ còn là những miếng thịt đỏ, Thiên Vân nhìn không thấy sợ. Tư Lan ôm eo cô, nhẹ nhàng nhảy lên bệ. Thiên Vân đứng vững, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Hàng Sa, ánh mắt đó vừa cô độc vừa mang theo sự kỳ vọng đối với cô. Cô nhìn xung quanh, không thấy Thương Di, liền vội vàng chạy đến chỗ Hàng Sa. Thấy cô chạy về phía mình, đôi mắt đen sâu thẳm của Hàng Sa lập tức sáng lên, khóe miệng cũng nở nụ cười. Hàng Sa, anh có mệt không? Thiên Vân chạy đến, ngồi xổm bên cạnh anh ta, hỏi. Hai người bọn họ đối phó với ba con thú dữ, 2-3, thời gian chiến đấu không dài, hai người bọn họ hoàn toàn có thể đối phó được. Lúc nãy, khi cô và Thương Di vào rừng, cô đã chú ý đến tình hình của Thương Di, trên người anh ta không có nhiều vết thương. Lúc đó, Hàng Sa đang xử lý thú dữ ở bờ bên kia, trạng thái cũng không có gì bất thường, chắc là không có vấn đề gì. Cô lo lắng là vì trước đó Hàng Sa đã bị đám bướm kia đuổi đánh, bây giờ lại đánh nhau với thú dữ, thật là mệt mỏi. Không mệt, Hàng Sa đáp, nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh mình, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô. Vị ngọt ngào đã lâu không được nếm khiến trái tim anh ta rung động. Thiên Vân mỉm cười cúi đầu, tiện tay bọc một miếng thịt bằng lá cây, cất vào không gian trồng trọt. Tư Lan mỉm cười nhìn bọn họ, ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận rửa rau dại. Thiên Vân nhìn vẩy trên người Hàng Sa, bây giờ anh ta đang ở dạng nửa người nửa rắn, cái đuôi dài lắc lư trong nước, cô không nhìn thấy toàn bộ. Từ góc nhìn của cô, có thể thấy vài chỗ vảy bị sét đánh đã rụng, vảy mới đã mọc lên. Những chiếc vảy nhỏ không bóng bẩy như vảy lớn, màu sắc hơi xỉn, cô không nhịn được đưa tay sờ thử. Mắt lạnh, trơn trượt, hoàn toàn không có cảm giác sắc nhọn. Thú dữ đánh nhau không mạnh lắm, tốc độ cũng không nhanh, chỉ là khả năng phòng thủ cao hơn một chút, còn có thể phóng ra lửa đen trên diện rộng, điều đó hơi phiền phức. Hàng Sa thản nhiên nói, rút đuôi khỏi mặt nước, ngọn lửa nhỏ trên đầu đuôi bùng lên cho cô chơi. Thiên Vân mỉm cười nắm lấy đuôi anh ta, nhẹ nhàng vẫy vẫy, chơi với ngọn lửa nhỏ mà cô không thể dập tắt được. Hàng Sa để mặc cô chơi, cúi đầu tiếp tục xử lý thịt thú dữ, chia thành những miếng nhỏ để cô tiện cất giữ và lấy ra trong không gian trồng trọt. Thiên Vân nghịch đuôi rắn một lúc, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào gáy mình, khiến cô rùng mình. Cô theo bản năng quay đầu lại, thấy Thương Di đang đứng bên cửa sổ tầng 2, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng. Khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh ta nhướng mày, ra hiệu cô lên trên. Thiên Vân mím môi,
giả vờ ngốc nghếch. Cô cười rạng rỡ, nói: "Thương Di, em lại có thể cảm nhận được anh đang nhìn em từ phía sau, có phải là do trên người em có dấu ấn thú của anh không? Trước đây, cảm giác của em không nhạy bén như vậy. Tuy có giác quan thứ 6 của phụ nữ, nhưng cũng không phải mọc mắt sau gáy, giác quan không phải lúc nào cũng nhạy bén, không thể nào nhận ra có người đang nhìn mình từ phía sau." Chuyển chủ đề là một chuyện, nhưng câu hỏi cũng là thật. Nghe vậy, Thương Di nhảy từ trên lầu xuống, nhẹ nhàng và nhanh chóng đứng bên cạnh cô. Việc anh ta đáp xuống cũng không khiến nhà tre rung lắc nhiều. Thương Di nghiêm túc ngồi xổm bên cạnh cô, nhìn cô, trầm ngâm. Thiên Vân bị anh ta nhìn đến mức căng thẳng. Tư Lan ân cần giải thích, một số giống cái có thể cảm nhận được vị trí của bạn lữ, nhưng rất ít giống cái có khả năng này. Người ta nói nếu giống cái yêu bạn lữ của mình tha thiết, là kiểu yêu thương đặc biệt lắm, thì mới có thể có cảm giác này. Thiên Vân sững người, hiểu ra tại sao con hổ lớn lại phản ứng như vậy. Sau đó, Hằng Sa nói, 10 bộ lạc cũng không tìm được 3 giống cái có khả năng này, yêu hay không không phải là trọng điểm, thần thú chưa từng nói như vậy. Đây là đang phủ nhận việc cô có thể cảm nhận được Thương Di nhìn mình từ phía sau là vì tình cảm sâu đậm. Thương Di cau mày, đưa tay đẩy Hằng Sa xuống sông không chút khách khí. Thiên Vân hoảng hốt đưa tay ra muốn kéo Hằng Sa, nhưng anh ta lại bình tĩnh nhét miếng thịt chưa kịp bỏ xuống vào tay cô, sau đó trượt xuống nước, hóa thành rắn trắng lớn bơi lội trong nước. Thiên Vân nhìn miếng thịt trong tay, cảm thấy cạn lời. Anh thật là, cô quay sang nhìn Thương Di với vẻ mặt âm trầm, giọng điệu có chút trách móc. Thương Di hừ lạnh, ai bảo hắn ta lắm mồm, dám nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh, nếu không phải thịt em thích ăn đều ở đây, anh đã sớm cho hắn ta lên trời rồi. Nếu có thể dùng dị năng để đánh, anh ta nhất định sẽ không dùng nắm đấm, đẩy một cái đã là hành động nhẹ nhàng nhất của anh ta rồi. Cũng vì thịt ở đây, Hằng Sa mới không dám dùng đuôi đánh trả. Cuối cùng, anh ta chỉ bơi một vòng dưới sông, sau đó lên bờ, tiếp tục xử lý thịt như chưa có chuyện gì xảy ra. Không nổi nóng không có nghĩa là không sao, Hằng Sa ghi nhớ tất cả những ân oán lớn nhỏ. Vì Thiên Vân mà anh ta nhẫn nhịn, nếu anh ta thật sự đánh nhau với Thương Di thì người đau lòng chỉ có Thiên Vân. Thương Di không đuổi anh ta đi, để anh ta ở lại nhà tre, những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Rắn rắn thật là thâm sâu ngã. Sau khi Hằng Sa lên bờ, Thiên Vân lo lắng nhìn bọn họ, sợ Thương Di lại ra tay. Có lẽ là vì trên người em có dấu ấn của thánh nữ, đã thức tỉnh dị năng, nên lợi hại hơn những giống cái khác một chút. Thiên Vân vừa nói vừa chú ý thấy Hằng Sa liếc nhìn Thương Di. Thương Di cũng đáp trả bằng ánh mắt kiêu ngạo, khinh thường. Ánh mắt hai người âm thầm giao chiến với nhau, cô vội vàng kéo tay Thương Di, nhờ anh ta giúp bọc thịt. Cũng có thể là vì lúc nãy anh nhìn em hơi dữ tợn. Câu nói này đã thành công kéo sự chú ý của Thương Di khỏi Hằng Sa, anh ta lập tức nổi giận. Ngay sau đó, anh ta nghiến răng kìm nén. Sao anh lại dữ tợn? Anh chỉ đứng bên cửa sổ, nhìn em một chút thôi. Anh sợ em bị con rắn thú này lừa đi mất. Trong lòng anh ta bỗng nhiên thấy khó chịu, bây giờ nhìn cô một cái cũng là dữ tợn rồi sao? Thiên Vân nhịn cười, hỏi một cách liều lĩnh, anh có thể nói chuyện với em bằng giọng điệu của Tư Lan không? Con hổ lớn lập tức sa sầm mặt mày. Hai người cãi nhau đừng lôi tôi vào, tôi đi nấu ăn đây. Tư Lan không muốn xen vào, nhanh chóng mang rau dại đã rửa sạch lên trên bận rộn. Thương Di không có ý kiến gì với Tư Lan, hơn nữa anh ta còn là thầy thuốc. Anh ta cầu còn không được việc bên cạnh cô có một thầy thuốc sẵn sàng phục vụ. Hằng Sa luôn thỏ không phạm rắn, rắn không phạm thỏ, dù có đánh nhau long trời lở đất với Thương Di cũng không liên quan gì đến chú thỏ. Tư Lan có địa vị tuyệt đối an toàn trong gia đình này. Hiện tại là như vậy. Thương Di nghiến răng nghiến lợi, anh ta đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Thiên Vân, để cô ngẩng đầu nhìn anh ta. Tốt lắm, bây giờ gan lớn lắm rồi, cứ tiếp tục lớn gan đi. Em là thánh nữ, xinh đẹp hơn, khả năng sinh sản mạnh hơn những giống cái khác thì gan cũng phải lớn hơn, biết chưa? Thiên Vân bĩu môi, nhỏ giọng hỏi, em dùng anh để đổi đá quý với thú lang thang thì có thể đổi được bao nhiêu viên? Thương Di trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cô lại dám có suy nghĩ như vậy. Hằng Sa ánh mắt lóe lên, nghiêm túc hỏi, Thiên Vân, em nói xem em muốn bao nhiêu đá quý, anh đi thu thập. Chết tiệt, Thương Di sôi máu, cơn giận dâng trào, tức giận siết chặt nắm đấm. Thế này thì hay rồi. Anh ta không chỉ phải đề phòng con rắn thú này lừa Thiên Vân đi, mà còn phải đề phòng Thiên Vân thật sự dùng anh ta để đổi đá quý. Thiên Vân đã cười lăn lộn bên cạnh. Hằng Sa phối hợp hỏi giá, độ hài hước tăng lên 100%. Con hổ lớn lại còn tin thật, độ hài hước trực tiếp bùng nổ. Thương Di cố kìm nén cơn giận, trên mặt lộ rõ vẻ cảnh giác, anh ta thật sự đã tin rồi. Ha 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 ha, Thương Di, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ? Thiên Vân cười đến mức không ngồi vững, vội vàng ôm lấy Thương Di, gục đầu vào vai anh ta tiếp tục cười. Nghe tiếng cười trong trẻo,
vui tai bên tai, con hổ lớn cảm thấy đau lòng. Anh ta đưa tay ra, dùng gió dịch chuyển một khúc gỗ nhỏ từ cửa nhà che đến, đặt Thiên Vân lên khúc gỗ, đợi cô ngồi vững, anh ta mặt mày âm trầm đi vào nhà che. Vài giây sau, tiếng gầm giận dữ của Thương Di vang lên từ trong nhà che. Anh đã nói không thể để em tìm thú lang thang mà, xem em bị dạy hư thành cái dạng gì rồi. Thiên Vân nhỏ bé của anh trước đây thấy chuột đất còn sợ, bây giờ lại muốn dùng anh để đổi đá quý, em lại có suy nghĩ như vậy, thật đáng sợ. Con rắn thú đó nhất định phải chết. A, à, tức chết anh rồi. Tư Lan uất ức, anh gào lên với tôi làm gì, đâu phải tôi dạy hư em ấy. Anh gào lên với mấy con tôm đó. Tôm, chín rồi. Thiên Vân cười rạng rỡ. Nhìn nụ cười tươi như hoa của cô, Hàng Sa nhìn cô say đắm. Mọi người đều rất tốt, bị anh ta nhìn đến mức hơi ngại ngùng, cô kìm nén nụ cười, cúi đầu nói. Tuy đôi khi hành động hơi quá đáng, nhưng đứng trên lập trường của họ, cũng không thể trách được. Thiên Vân, đừng bỏ rơi anh, Hàng Sa nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút khẩn cầu. Thiên Vân không chút do dự nói, em cần anh. Thương Di anh ấy suy nghĩ nhiều hơn một chút, để tâm đến việc anh là thú lang thang, anh ấy chỉ là chưa hiểu rõ về anh. Sau khi ở bên nhau lâu hơn, anh ấy sẽ biết anh khác với những thú lang thang hung ác khác. Đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, sâu thẳm. Thiên Vân nhận thấy rõ ràng anh ta bây giờ đã khác với lúc mới gặp. Vẻ u ám trong mắt anh ta đã vơi đi phần nào, cả con rắn cũng trở nên hoạt bát hơn. Cô quay đầu nhìn về phía nhà tre, xác nhận Thương Di không nhìn chằm chằm vào cửa sổ, liền vội vàng tiến lại gần Hàng Sa, nâng mặt anh ta lên, hôn lên môi anh ta. Sự tiếp xúc giữa ấm áp và mát lạnh, sự chủ động đến gần của cô khiến Hàng Sa cứng người, sau đó ánh mắt long lanh, say mê tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của cô. Trong nhà tre, thấy tôm đã chín, Thương Di đi ra cửa định gọi Thiên Vân vào ăn tôm thì thấy hai người họ đang hôn nhau, hơn nữa Thiên Vân còn là người chủ động. Tức giận đến mức anh ta hóa thành thú hình, xù lông lên. Anh ta kìm nén cơn giận, gầm lên một tiếng. Thiên Vân nghe thấy tiếng động, giật mình, vô tình cắn vào Hàng Sa. Cô hoảng hốt, thấy môi anh ta chảy máu, cô định đưa tay lên lau, nhưng lại cảm thấy không ổn. Bàn tay giơ lên lơ lửng giữa không trung, lau cũng không được, không lau cũng không xong. Hàng Sa, xin lỗi, em không cố ý, có đau không? Cô lo lắng hỏi. Trời mới biết trong lòng cô đang sụp đổ đến mức nào. Cô chủ động hôn người ta thì thôi đi, lại còn cắn người ta nữa. Nhìn thấy Hàng Sa cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa lo lắng. Điều khiến Hàng Sa không hài lòng là Thương Di đã dọa Thiên Vân, còn vết thương nhỏ trên môi. Anh ta hoàn toàn không để tâm, đừng nói là bị cắn như vậy, cho dù bị ăn vài miếng thịt, anh ta cũng cam tâm tình nguyện. Anh ta thản nhiên liếm vết thương, lau đi chút máu. Không sao, có muốn cắn thêm vài cái nữa không? Thiên Vân đen mặt, đây là lời người nói sao? Chưa kịp phản ứng, anh ta đã ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô một cách cuồng nhiệt, tiếp tục nụ hôn say đắm. Hành động khiêu khích này khiến Thương Di nổi trận lôi đình, rơi vào trạng thái cuồng bạo. Tư Lan bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, Thương Di, anh bình tĩnh lại đi, Thiên Vân muốn hôn, là Thiên Vân muốn hôn một cái thì có làm sao? Không được nổi giận, vừa rồi anh đã dọa Thiên Vân rồi, cô ấy nhát gan lắm. Lời này như một gáo nước lạnh dội vào Thương Di, khiến khí thế của anh ta yếu đi vài phần. Chết tiệt, tại sao cô ấy lại không hiểu? Anh ta tức giận quay người, tìm một góc, nằm xuống, buồn bã. Là lỗi của anh ta, từ khi đưa cô đến thác nước, anh ta đã sai rồi. Nếu anh ta không đưa cô đến thác nước để thân mật, cô cũng sẽ không tắm rửa ở đó. Nếu lúc đó anh ta không bị lời nói của cô chọc tức mà nhìn sang chỗ khác, khi cô ngã xuống, anh ta đã có thể bảo vệ cô. Nếu cô không rơi xuống nước, cô đã không gặp con rắn thú đó, cũng sẽ không có những chuyện rắc rối này. Đều là lỗi của anh ta, là anh ta đã tạo cơ hội cho Thiên Vân và Hàng Sa gặp nhau. Thú lang thang thì có gì hay ho mà hôn anh ta không được sao? Hổ hổ buồn bã, tuyệt vọng. Thiên Vân rất ngạc nhiên khi Thương Di không xông ra ngăn cản, đồng thời cũng biết việc anh ta không chạy đến đưa cô về là không bình thường. Cô nhẹ nhàng đưa tay đặt lên ngực Hàng Sa, cô không đẩy anh ta ra, nhưng hành động này anh ta hiểu, anh ta liền tiếc buông cô ra, kìm nén cảm xúc trong mắt. Hai người thật là, cứ như thể em đang lén lút ngoại tình vậy, Thiên Vân không nhịn được phàn nàn. Em đi xem Thương Di trước đã. Hàng Sa, được. Đi xem Thương Di trước, lát nữa lại đến xem anh, đúng không? Thiên Vân đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú, hơi lạnh lùng của Hàng Sa, rồi đứng dậy, trở về nhà tre. Vừa vào trong, cô đã thấy Tư Lan đang đứng bên nồi đá, chăm chú bóc vỏ tôm, còn con hổ lớn thì lặng lẽ nằm ở góc kia. Trong vài giây nhìn qua, cô không thấy cơ thể con hổ có dấu hiệu hô hấp, khiến cô hoảng sợ chạy đến. Không thể nào, Thương Di bị cô chọc tức đến chết rồi sao? Vì chạy quá nhanh,
cô không giữ được thăng bằng, ngã đè lên đầu con hổ. Thương Di, Thiên Vân rên lên một tiếng, cũng không quan tâm nhiều, vươn đầu ra nhìn anh ta. Khi bắt gặp ánh mắt u oán của anh ta, cô thở phào nhẹ nhõm. May quá, chưa chết. Cô trượt người xuống, quỳ gối trước mặt anh ta, đưa hai tay ôm lấy đầu con hổ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào anh ta, khiến cảm xúc bồn chồn, kích động trong lòng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cho đến khi không còn chút tức giận nào nữa. Bây giờ anh vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm về anh ta, Thương Di nhỏ giọng nói. Thiên Vân cọ cọ đầu vào anh ta, nói, anh không sai, anh có trách nhiệm với em nên mới cẩn thận như vậy. Lời này khiến Thương Di cảm thấy khó tả, anh ta cảm thấy mũi mình hơi cay cay. Anh không thể dịu dàng như Tư Lan, anh ta buồn bã nói. Thiên Vân mỉm cười, vuốt ve tai anh ta, nói, anh là anh, hổ lớn có khí thế của hổ lớn, có ưu điểm riêng của anh. Không cần phải so sánh với Tư Lan, cũng không cần phải học theo anh ta, lúc nãy em chỉ nói đùa thôi. Tương tự, Tư Lan cũng không thể oai phong, mạnh mẽ như anh. Nếu thú nhân trong nhà đều cùng một kiểu, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Dù là anh em ruột thịt cũng có tính cách khác nhau, huống chi là các loài khác nhau. Em cũng sẽ không dùng anh để đổi đá quý, em không nỡ, đều là nói đùa thôi. Thiên Vân không sợ anh ta nổi nóng, chỉ sợ anh ta buồn bã. Thật sự ủ rũ như vậy lại càng khiến cô đau lòng. Thương Di yên tâm, anh ta cúi đầu cọ cọ vào lòng cô, nhìn chằm chằm vào không khí, chậm rãi nói. Nếu thật sự có thú nhân đưa ra rất nhiều đá quý để đổi mạng anh, chỉ cần bên cạnh em có đủ bạn lữ để bảo vệ em, anh nghĩ anh sẽ đồng ý. Nếu em muốn dùng anh để đổi, anh sẽ không phản kháng. Trên đời này không có gì tuyệt vọng hơn việc bị bạn lữ bỏ rơi, những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Nghe vậy, Thiên Vân trực tiếp rơi nước mắt. Vì vậy, lúc đó vẻ mặt anh ta mới nghiêm túc như vậy, anh ta đã coi lời nói đùa của cô là thật. Bởi vì tình huống đó không phải là không thể xảy ra. Lúc đó, trong lòng Thương Di có một thoáng hoảng sợ, Thiên Vân có khi nào sẽ hợp tác với Hàng Sa hoặc thú nhân khác để giết anh ta không? Nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vọng. Ngốc nghếch, tính toán cũng không biết, hổ lớn của em lợi hại như vậy, săn thú dữ chỉ là chuyện nhỏ, thu thập đá quý có khó gì. Chỉ cần bỏ ra chút thời gian, hổ lớn của em có thể thu thập rất nhiều đá quý cho em. Tại sao em phải mạo hiểm giảm bớt bạn lữ của mình để trao đổi? Anh đâu phải đồ vật, anh là bạn lữ của em. Thiên Vân nhẹ nhàng dỗ dành. Không đổi, có chết cũng không đổi. Nóng tính không có nghĩa là anh ta không tinh tế, trái tim hổ cũng rất nhạy cảm. Lời nói của cô đã xoa dịu anh ta từ đầu đến chân, trong lòng anh ta không còn chút lo lắng nào nữa. Không được để Hàng Sa dạy hư, thú lang thang rất xấu xa, anh ta hừ lạnh nói. Thiên Vân bất lực, sao anh lại nghĩ em bị anh ấy dạy hư, anh ấy có làm gì đâu. Thương Di, bây giờ em gan lớn đến mức nào, bản thân em không cảm nhận được sao? Cô do dự vài giây, dè dặt hỏi, có khả năng nào là em vốn dĩ đã gan dạ như vậy, chỉ là lúc đầu đến môi trường xa lạ chưa thích nghi thôi không? Thương Di, con hổ lớn rơi vào im lặng hồi lâu. Thiên Vân nhìn phản ứng của anh ta, bật cười, thôi, đừng giận nữa. Tính tình vẫn nóng nảy như vậy, nhưng so với trước đây, anh ta đã kiềm chế rất tốt, không còn hung dữ với cô nữa. Dạy dỗ con hổ lớn xù lông trở nên ngoan ngoãn chỉ là vấn đề thời gian ngã. Thương Di hoàn hồn, đáp lại một tiếng, sau đó khó chịu nói, em đã cắn con rắn thú chết tiệt đó. Vậy thì sao? Cắn anh. Thiên Vân nghe thấy yêu cầu điên rồ của Thương Di cũng bị chọc cười. Chuyện này không thể bắt chước được. Rốt cuộc anh muốn em cắn anh hay là hôn anh? Cô mỉm cười hỏi. Thương Di sững người, sau đó nghiêm túc suy nghĩ. Thiên Vân bị phản ứng của anh ta làm cho kinh ngạc. Anh ta cứ khăng khăng muốn cô cắn một cái sao? Lúc nãy cô đâu có làm gì quá khích với Hàng Sa mà cắn vào môi anh ta, hoàn toàn là vô tình, lại còn là vì bị dọa nữa. Anh thấy đó là một chuyện, không hôn thì sao cắn? Em cắn mới chứng minh em hôn mạnh. Thương Di nghĩ thông suốt, nói. Thiên Vân, logic này rất thú nhân. Cô đã hiểu ý anh ta. Trọng điểm không phải là cắn, mà là cắn chứng tỏ nụ hôn mãnh liệt, sâu đậm, con hổ lớn muốn cô hôn mãnh liệt hơn, tốt nhất là hôn đến mức môi bị rách. Thật là, coi cô là cái gì chứ? Thương Di đột nhiên hóa thành người, ngồi khoanh chân trên mặt đất, ôm eo cô vào lòng. Đôi mắt tím nhìn cô tha thiết, đầy mong đợi. Thiên Vân căng thẳng nuốt nước bọt. Cô không biết kiểu hôn mãnh liệt đó, quả thực là độ khó cấp địa ngục. Thật ra, lúc nãy em nghe thấy tiếng gầm của anh, giật mình nên mới vô tình cắn Hàng Sa. Chuyện đó không liên quan gì đến việc em hôn anh bây giờ. Thương Di lạnh lùng nhìn cô, đáp. Thiên Vân cau mày, vẻ mặt khó xử. Cô ngượng ngùng nói, không phải em không muốn hôn anh, mà là em vừa hôn Hàng Sa xong, em thấy trên môi còn lưu lại mùi của thú nhân khác, hôn anh như vậy thì không tốt lắm. Thương Di sững người, nhìn sâu vào vẻ mặt lúng túng,
bất an của cô. Anh ta đột nhiên bật cười, đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng ôm cô vào lòng. Biết rồi, tối nay hôn anh cho đàng hoàng, anh ta thỏa hiệp. Thiên Vân đang cảm động vì con hổ lớn ngoan ngoãn như vậy, không ép cô hôn anh ta, thì nghe anh ta nói thêm một câu, em thật sự không chỉ đỏng đảnh mà còn cầu kỳ đủ thứ. Cô khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Dù có đỏng đảnh đến đâu cũng là do anh ta tự chọn, cả đời này cũng không thoát được. Trong khi bọn họ nói chuyện, Tư Lan vẫn im lặng bóc vỏ tôm ở xa xa, như không tồn tại. Anh ta vừa dùng khả năng quan sát của mình để tìm hiểu Thiên Vân, vừa tìm hiểu thêm về cô từ mối quan hệ giữa cô với Thương Di và Hằng Sa. Nếu sau khi trên môi có mùi của bạn lữ, cô không thích hôn bạn lữ khác, thì có nghĩa là trong chuyện giao phối, cô cũng có yêu cầu như vậy. Tức là, bình thường muốn ngủ với cô thì phải thay phiên nhau, có lẽ không thể ngủ cùng cô một lúc được. Thỏ con buồn bã, khi nào anh ta mới được vào ổ của cô đây? Em muốn ăn tôm. Thiên Vân nhìn tôm trong tay Tư Lan, nói. Hôn Hằng Sa xong rồi, dỗ dành Thương Di xong rồi, Tư Lan cũng đã bóc đầy một bát tôm. Ăn chút gì đó rồi bắt tay vào làm việc thôi. Nghe vậy, Tư Lan lập tức bưng bát tôm đến cho cô. Tôm không tanh nồng như cá, anh không thêm gia vị gì khác, chỉ cho vài lá muối, em thử xem được chưa? Anh ta mỉm cười đứng bên cạnh chờ đợi. Dù là Thương Di hay Tư Lan, trong ấn tượng của họ, Thiên Vân chưa từng ăn tôm, ít nhất là họ chưa bao giờ bắt tôm cho cô ăn. Cô có ăn tôm khi ở bên Hằng Sa hay không thì không rõ. Lúc này, bọn họ rất mong chờ phản ứng của cô khi ăn tôm. Thiên Vân nhìn những miếng tôm trắng nõn, cầm một con lên nếm thử, thịt mềm, thơm, tuy là tôm sông, nhưng vị ngon ngoài sức tưởng tượng. Tôm rất to, cô phải ăn vài miếng mới hết. Thấy cô ăn ngon lành, Thương Di và Tư Lan đều thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, món ăn cô có thể ăn lại thêm một món nữa rồi. Cá tôm ở sông ăn được, thì cá tôm ở biển chắc chắn cũng ăn được, như vậy đến vùng biển sinh sống sẽ càng tiện lợi hơn. Thiên Vân trước đó đã ăn cá, không quá đói, lúc này ăn vài con tôm lớn là đã thấy no. Sau khi ăn xong, cô liền đút cho Thương Di một miếng. Anh muốn ăn món chai xào cay mà em nói. Thương Di vừa nhai chậm rãi con tôm cô đút, vừa nhắc nhở cô còn món chai xào cay chưa làm. Thiên Vân bừng tỉnh, lập tức đứng dậy khỏi lòng anh ta. Thịt chai đã được làm sạch, để bên cạnh nồi đá. Họ chưa từng thấy cách xào bằng dầu, nên chưa động vào thịt chai. Dầu cũng đã đun sôi, chỉ còn chờ cô hướng dẫn. Nguyên liệu có hạn, chỉ có thể làm đơn giản. Thiên Vân mở không gian trồng trọt, lấy ớt và hành lá ra, gọi Hằng Sa, người vừa xử lý xong thịt thú giữ ở bên ngoài vào xem cùng. Tay nghề nấu nướng của Thiên Vân thật ra cũng không quá xuất sắc, nhưng chút kỹ năng nấu ăn đủ để sống sót của cô cũng đủ để phát huy tác dụng ở thế giới này. Không cần phải là món xào đủ màu sắc, hương vị, chỉ cần xào chín, ăn được là đủ với cô, tay nghề không cao, chỉ đủ để không chết đói. Thấy mọi thứ đã sẵn sàng, khi Thiên Vân bắt đầu làm thì Hằng Sa bước đến bên cạnh cô, nói, em cứ nói, anh làm, thịt chai có nhiều nước, dầu sẽ bắn tung tóe. Nói xong, anh ta kéo cô đến bên cạnh Thương Di, để cô tránh xa nồi đá. Thương Di hừ lạnh, ôm Thiên Vân vào lòng. Tư Lan cũng nói, Thiên Vân cứ nói cách làm, nấu nướng rất nguy hiểm, chúng tôi có thể làm cùng. Thiên Vân mỉm cười, cô nói qua các bước đơn giản. Vì nguyên liệu có hạn, gia vị cũng chỉ có vậy, không làm được gì cầu kỳ. Hằng Sa đã có kinh nghiệm xào thịt chay anh ta có thể dễ dàng xử lý. Đổ dầu nóng vào nồi, cho gia vị vào xào, nghe tiếng dầu sôi trong nồi. Thương Di và Tư Lan phản ứng giống hệt Hằng Sa khi lần đầu tiên thấy cô xào thịt, có chút hồi hộp. Thương Di còn ôm Thiên Vân lùi lại vài bước, sợ dầu nóng bắn vào người cô. Nhìn thấy họ cẩn thận bảo vệ mình như vậy, cô cảm thấy rất cảm động. Khi mùi hành thơm nức mũi bay ra, Thiên Vân nảy ra một ý tưởng. Đúng rồi, trong không gian của em có rất nhiều hành lá, chúng ta có thể làm mỡ hành. Ba thú nhân bên cạnh biến sắc. Dùng mỡ heo để rán tóp mỡ xong, lại đến mỡ hành. Chẳng mấy chốc, Hằng Sa đã xào xong thịt chai. Anh ta nhìn Thiên Vân, thấy cô gật đầu, liền bắt đầu múc ra đĩa. Một đĩa chai xào cay với khẩu phần không nhiều lắm đã hoàn thành. Màu sắc hấp dẫn, óng ánh mỡ, điểm xuyết vài màu đỏ xanh, trông thật đẹp mắt. Mấy người họ vây quanh, nhìn món ăn này, im lặng một cách kỳ lạ. Hóa ra những món cô ăn trước đây đều được chế biến cầu kỳ như vậy, thảo nào cô không ăn được những loại thịt có mùi tanh nồng. Cách chế biến thức ăn ở đây quá đơn giản, thật là thiệt thòi cho cô. Thiên Vân ăn thử một miếng trước, cay cay, thơm thơm, thịt chai dai dai, vị cũng được. Mọi người cũng ăn thử đi, cô ăn thêm một miếng, ra hiệu cho họ lấy thìa bên cạnh để ăn. Thương Di lại trực tiếp lấy cái thìa cô vừa dùng để múc một miếng thịt chai ăn thử. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy cách chế biến này, vị thịt chai rất đặc biệt, khiến anh ta thấy rất kỳ lạ. Trước đây,
Bộ Lạc cũng đã từng hầm thịt chai, vị hoàn toàn khác với cách xào bằng dầu. Đúng là Thiên Vân của anh, biết bao nhiêu là chuyện lạ. Con hổ lớn bỗng nhiên thấy tự hào. Thiên Vân cười khúc khích, nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Bây giờ chúng ta đang xuôi dòng, trong sông chắc có rất nhiều chai nước ngọt loại này, có thể ăn thoải mái, ăn đến khi nào ngán thì thôi. Cũng có thể làm sẵn, cho vào ống tre, trong không gian có đủ chỗ để chứa, không gian kín dù để bao lâu cũng không làm thức ăn bị hỏng. Không gian lợi hại như vậy khiến ba người họ cảm thấy rất hài lòng. Biết rồi, Thương Di cưng chiều xoa đầu cô, múc một miếng đút cho cô. Thiên Vân ngoan ngoãn há miệng ăn, sau khi ăn xong, cô quay sang nhìn Tư Lan đang ăn một cách tao nhã, nghiêm túc. Hàng Sa có thể ăn đồ cay nhẹ, Thương Di hiển nhiên cũng không vấn đề gì. Là thầy thuốc, lại thích ăn chay hơn, Tư Lan chắc chắn tiếp xúc với ớt nhiều hơn hai người bọn họ. Nhưng quen biết và hiểu biết không có nghĩa là có thể ăn được. Nhìn anh ta ăn một cách nghiêm túc, khuôn mặt tuấn tú không hề có vẻ gì là bị cay, chắc là không sao. Nhận thấy ánh mắt quan tâm của Thiên Vân, Tư Lan mỉm cười nói, rất ngon, anh rất thích. Dù là món gì thì trước mùa mưa cũng đều ngon, đến mùa mưa hoặc sau mùa mưa thì vị sẽ không còn ngon như vậy nữa, đặc biệt là một số loại thức ăn dưới nước. Có lẽ là do mưa bão lớn trong mùa mưa làm chúng sợ hãi. Thiên Vân bị lời nói của anh ta chọc cười, có thể làm thịt trở nên không ngon, xem ra cơn mưa bão đó thật sự rất đáng sợ. Vậy thì làm phiền Hàng Sa bắt thêm nhiều chai nước ngọt, anh muốn làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, gia vị và ống tre đều có đủ, có thể tích trữ rất nhiều. Tư Lan nhìn nụ cười dịu dàng của cô, đáp lại một tiếng được. Người khác tích trữ thức ăn cho mùa đông là tích trữ thịt khô, cá khô, còn em lại tích trữ đồ ăn chín. Thương Di lười biếng trêu chọc. Nghĩ lại cũng thấy độc đáo. Thiên Vân cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, em chỉ có không gian, chỉ có thể tích trữ rau củ quả, còn thịt thì phải dựa vào các anh. Sự dựa dẫm và công nhận của cô khiến ba người họ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, khiến tinh thần trách nhiệm của họ càng thêm dâng trào. Chăm sóc cô thật tốt, bảo vệ cô là điều quan trọng nhất, kiên định nhất trong cuộc đời thú nhân của họ. Thịt thú dữ đã được xử lý gần xong rồi, em cất hết vào không gian đi, Hàng Sa nhắc nhở. Thiên Vân gật đầu, ừm, em đi cất bây giờ. Cô quay người chạy ra cửa, Thương Di thong thả đi theo cô ra ngoài. Khi Thiên Vân xuống dưới, cô nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Một con cá lớn từ dưới nước nhảy lên, cướp miếng thịt đặt ở ngoài cùng trên bể. Sắc mặt cô thay đổi, hét lên, thịt của em. Ngay sau đó, con cá lớn đang ngâm nửa người dưới nước bị gió cuốn lấy. Thương Di cười lạnh, bắt lấy con cá. Bắt quả tang tại trận. Nhìn con cá dài gần 1 mét, toàn thân màu tím sẫm, hơi dẹt, hàm răng sắc nhọn khiến Thiên Vân cau mày. Cá cũng đến cướp thịt thú dữ, sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Con cá này trông thật hung dữ. Thương Di dùng gió ném mạnh con cá xuống bệ, đầu cắm xuống, khiến nó choáng váng ngay lập tức. Anh ta nói, loại cá này rất hung dữ, trong sông lớn này có rất nhiều, ngay cả thú nhân mà chúng cũng dám tấn công, huống chi là thịt thú dữ. Xuống dưới, Thiên Vân vội vàng cất thịt đi, kể cả miếng thịt lớn chưa kịp cắt nhỏ, cô cũng cất hết vào không gian. Nếu không sẽ bị cá cướp mất. Thương Di quan sát tình hình dưới nước, suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp hất con cá lớn lên không trung. Gió cuốn mạnh. Một con cá lành lặn trong nháy mắt bị cắt thành từng mảnh, máu thịt của nó rơi xuống sông như mưa. Thiên Vân còn chưa kịp phản ứng, thì thấy mặt sông sôi sục, vô số cá đến tranh giành thức ăn. Thiên Vân, cất thịt xong rồi thì dọn chỗ đi, anh muốn bắt cá. Thương Di nhìn Thiên Vân bên cạnh với vẻ mặt hoảng hốt nhưng không khóc, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Thiên Vân lập tức hiểu ra, sau khi cất hết thịt đi, cô tự giác quay người chạy vào nhà tre, va vào lòng Hàng Sa đang đi ra xem xét tình hình ở cửa. Hàng Sa ôm lấy cô, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sau đó nhìn cô, xem xét tâm trạng của cô. Sau khi xác nhận Thiên Vân đã bình tĩnh lại, anh ta mới vuốt ve khuôn mặt cô, rồi giao cô cho Tư Lan đang đi đến phía sau. Hàng Sa cũng xuống dưới giúp đỡ, anh ta hóa thành rắn trắng, xuống nước đuổi cá. Một đợt cá bị thu hút bởi mùi thịt cá, một đợt cá bị rắn trắng đuổi đến, tất cả đều tập trung lại một chỗ. Thương Di thấy thời cơ đã chín muồi, liền dùng một cơn gió lốc cuốn đàn cá lên. Hàng Sa nhân cơ hội đẩy nhà tre cập bờ. Cơn gió lốc màu xanh lúc này đen kịt toàn là cá, cảnh tượng đó khiến Thiên Vân sởn gai ốc. Những con cá đó trông rất xấu xí, dữ tợn, nhe răng, màu sắc đậm nhạt khác nhau, vừa to vừa đáng sợ, lại còn rất nhiều. Tư Lan nhìn những con cá đó với ánh mắt sáng rực. Một số loại cá có da rất đẹp, có thể giữ lại để làm quần áo cho em. Thiên Vân rụt cổ lại, hoàn hồn từ đàn cá, cô nghĩ đến điều gì đó, nói với Tư Lan, anh có thể làm cho em vài chiếc quần nhỏ như vậy không? Chính là như vậy. Cô khoa tay múa chân trên không trung, đã lâu rồi cô không mặc quần lót. Tư Lan chăm chú lắng nghe, đã hiểu ý cô, anh ta do dự một chút rồi nói,
loại quần gia thú đó là giống cái mặc khi đến kỳ. Sau khi hết kỳ là lúc khả năng sinh sản của giống cái mạnh nhất, giao phối lúc đó sẽ dễ thụ thai nhất. Thỏ con không có ý gì khác, chỉ đơn thuần giải thích. Thiên Vân giật khóe miệng, cô nhớ ra không chỉ phụ nữ loài người mới có kinh nguyệt, động vật cũng có, chỉ là chu kỳ dài hơn, thời gian đến cũng không có quy luật gì. Mà nói đến, tính ra thì kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến rồi, cô phải chuẩn bị thôi. Nhìn vẻ mặt ấp úng, không biết nên nói như thế nào của cô, Tư Lan ánh mắt dịu dàng. Ừm, anh sẽ làm quần nhỏ cho em, dùng da cá đẹp nhất. Được câu trả lời, Thiên Vân vui vẻ gật đầu. Cô liếc nhìn Thương Di và Hàng Sa đang mổ cá bên kia, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến cô hơi buồn nôn, cô kéo Tư Lan vào nhà tre. Chỉ cần cách xa một chút, cô sẽ coi như không nhìn thấy, cũng sẽ không thấy máu me nữa. Em không biết bộ quần áo mà Hàng Sa làm cho em được khâu bằng gì, Thiên Vân tò mò hỏi. Bộ quần áo da thú mà Tư Lan làm cho cô được khâu bằng những sợi da thú cùng màu cắt nhỏ thành sợi chỉ. Nhưng bộ quần áo da thú của Hàng Sa, cô hoàn toàn không nhìn thấy đường khâu, cứ như được dán lại với nhau vậy. Tư Lan cười mà không nói. Anh ta phải nói với cô thế nào đây? Quần áo da rắn được khâu bằng một loại côn trùng dưới nước. Loại côn trùng này rất nhỏ và dai, sau khi chết sẽ trở nên trong suốt. Một số thú nhân sẽ thu thập loại côn trùng này để may quần áo. Với sự hiểu biết của anh ta về cô, nếu cô biết được là dùng côn trùng, chắc chắn sẽ sợ hãi. Anh ta do dự một chút rồi nói, có rất nhiều nguyên liệu để may quần áo, có thể chiết xuất tơ trắng từ thực vật. Một số loài động vật cũng có thể nhả tơ, hoặc có thể dùng da thú cắt thành sợi nhỏ để khâu. Anh ta vừa trả lời lại vừa như không trả lời. Ồ, Thiên Vân đáp lại, không suy nghĩ nhiều. Lúc này, trong lòng cô nghĩ, đã có đủ nguyên liệu may mặc phong phú như vậy, cô không cần phải tập trung vào việc biến bông thành chỉ nữa. Trên đất đen, ngoài việc lúc đầu mọc rất nhiều bông, sau đó chỉ còn lác đác vài cây, số lượng không nhiều. Cô muốn để dành làm băng vệ sinh, nếu còn thừa bông thì có thể làm chăn bông vào mùa đông. Thương Di và Hàng Sa đang bận rộn, hai người họ cũng không rảnh rỗi trong nhà tre. Quần lót và băng vệ sinh đều được đưa vào lịch trình, phải chuẩn bị thôi. Tư Lan, chúng ta làm món cà chua xào trứng. Thiên Vân nhìn thấy giỏ trứng chim bên cạnh bếp, nói. Tư Lan mỉm cười đáp, được. Thiên Vân định tự tay làm món cà chua xào trứng để làm mẫu cho anh ta xem, nhưng Tư Lan lại không cho cô động tay, cô chỉ có thể đứng bên cạnh chỉ đạo, để chú thỏ lớn tự tay làm. Cách làm đơn giản, vị ngon, hương vị kết hợp với trứng chim hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Ngon, chỉ là đập trứng chim hơi mệt, Thiên Vân ăn thử vài miếng, than thở. Trứng chim có đủ loại kích cỡ, để không ảnh hưởng đến hương vị, họ dùng trứng của cùng một loài chim. Trứng chim hơi nhỏ, phải 5-6 quả mới bằng một quả trứng gà, cà chua cũng cho nhiều, làm đầy một nồi lớn. Ngon là được, những chuyện khác không thành vấn đề, Tư Lan không hề cảm thấy phiền phức. Đối với thú nhân, chỉ cần có thể để giống cái ăn ngon, sống tốt, dù có vất vả đến đâu cũng đáng giá. Dù sao, trong thế giới chỉ biết sinh tồn này, thời gian là thứ nhiều nhất. Thiên Vân mím môi cười, cô đã dần thích nghi với thế giới này, nhịp sống chậm rãi này rất thoải mái. Sau đó, cô cảm thấy buồn ngủ, liền nói, Tư Lan, em no rồi, không muốn ăn nữa, em hơi chóng mặt, muốn đi ngủ. Tư Lan đang nếm thử món cà chua xào trứng không chút do dự đặt thìa xuống, bế cô lên lầu. Cô dựa vào vai anh ta, ngủ gà ngủ gật, dấu ấn thánh nữ trên cổ tay đột nhiên nóng lên. Thiên Vân chắc chắn là dấu ấn thánh nữ có động tĩnh, cô cố gắng không ngủ quên. Tư Lan cẩn thận đặt cô xuống ổ cỏ, thấy vẻ mặt cô có chút căng thẳng, liền khó hiểu hỏi, sao vậy? Cô không phải đang căng thẳng vì anh ta, lúc anh ta ôm cô không hề có chút phản kháng nào, lúc này cũng không thể có cảm xúc bài xích, vẻ mặt cô có gì đó không đúng. Thiên Vân giơ tay lên, mở tấm da thú đang che chắn ra. Lúc này, dấu ấn màu vàng đang phát ra ánh sáng yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện, đẹp mắt vô cùng. Tư Lan biến sắc, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, nhân tiện kiểm tra cơ thể cô. Thiên Vân, ngoài việc chóng mặt, muốn ngủ, cơ thể em còn cảm thấy khó chịu gì khác không? Thiên Vân lắc đầu. Dấu ấn thánh nữ không tự nhiên nóng lên, chắc chắn là có chuyện gì đó. Tuy dấu ấn có thể đáp lại cô một cách đơn giản, nhưng dù sao cũng không thể nói chuyện, không thể biểu đạt rõ ràng ý của nó. Cô mở không gian trồng trọt ra xem, ngoài việc hoa quả và rau củ đã chín thêm một chút, không có gì thay đổi khác. Bây giờ cũng khó mà xác định được việc cô chóng mặt, buồn ngủ là do không quen thời tiết hay là do dấu ấn có động tĩnh. Tư Lan lo lắng kiểm tra cho cô, sau khi năng lượng của mình bị hút đi, anh ta cau mày trầm tư. Hôm qua em đã hấp thụ năng lượng của đá quý, trước đó ở rừng gai, em cũng đã thu thập rất nhiều gai cho đất đen hấp thụ, không nên lúc này lại hấp thụ năng lượng của anh. Nhưng ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ dấu ấn dịu dàng tỏa ra,
chạm vào tay anh ta, quấn quanh cổ tay anh ta, đi vào cơ thể anh ta. Tư Lan trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng này. Thiên Vân, sức mạnh của dấu ấn đã đi vào cơ thể anh rồi, anh ta run giọng nói. Thiên Vân cũng nhìn thấy, phản ứng của cô không kích động như Tư Lan, cô chỉ hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó có thể hấp thụ năng lượng của anh, thì tự nhiên cũng có thể nhả ra, dù sao cũng là do nữ thần ban tặng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa, còn có sức mạnh của hệ thống kết hợp, chuyện gì xảy ra cũng không ai biết được. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô đã hoảng loạn, bực bội, rốt cuộc nó muốn làm gì? Vì không phải là sức mạnh tà ác, mà là sức mạnh do dấu ấn thánh nữ phát ra, sức mạnh này đang đi vào cơ thể mình. Tư Lan không cảm thấy sợ hãi, mà là khó hiểu. Thấy anh ta cứ nhìn như vậy mà không có động tĩnh gì, Thiên Vân thử rụt tay lại, tránh xa anh ta. Kết quả vẫn vậy, khoảng cách không thể ngăn cản sức mạnh này bị cắt đứt, ánh sáng vàng vẫn đang tỏa ra, liên tục đi vào cơ thể Tư Lan. Đang làm cái quái gì vậy? Thiên Vân lẩm bẩm. Tư Lan, anh có cảm thấy gì không? Tư Lan cảm nhận một chút rồi lắc đầu, không cảm thấy gì cả. Thiên Vân không biết phải làm sao, cô cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng trĩu, không chịu nổi nữa, cô muốn ngủ. Thương Di, cô cố gắng gọi. Ngay lập tức, bóng dáng Thương Di xuất hiện bên cửa sổ. Anh ta tưởng có chuyện gì, thấy ánh sáng vàng tỏa ra từ dấu ấn thánh nữ, liền sững người. Ôi, em không chịu nổi nữa, em buồn ngủ quá, em muốn ngủ rồi, em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thương Di, anh trông chừng Tư Lan, đừng để anh ấy chết. Thiên Vân nói xong, liền bất tỉnh. Thương Di giật khóe miệng, cơ thể Thiên Vân không sao chứ. Tư Lan, chắc là do không quen thời tiết nên mới buồn ngủ. Không sao đâu, dấu ấn thánh nữ đã hấp thụ năng lượng của anh, lại còn xuất hiện tình huống như vậy. Bọn họ không biết, Thương Di càng không biết, anh ta không nói gì, đi xuống rửa tay, vừa rồi nghe thấy tiếng Thiên Vân, anh ta lập tức chạy lên, đang mổ cá rửa tay còn chưa kịp rửa. Sau khi rửa sạch sẽ, anh ta lên lầu, ngồi bên cạnh Thiên Vân, quan sát. Tư Lan, có khả năng nào là dấu ấn thánh nữ muốn nuốt chửng anh không? Thương Di nghiêm mặt hỏi. Tư Lan hoảng sợ, cả người thỏ đều sững sờ. Chắc là không đâu. Anh muốn làm bạn lữ của Thiên Vân, không muốn làm thức ăn. Anh ta nhìn luồng ánh sáng vàng đang quấn quanh cổ tay mình, đánh liều, giải phóng sức mạnh của mình, muốn cắt đứt nó. Nhưng chỉ cần anh ta giải phóng một chút sức mạnh là lập tức bị hấp thụ, sức mạnh của anh ta hoàn toàn bị áp chế. Thương Di, anh bị áp chế rồi, anh không thể giải phóng sức mạnh của mình. Anh thử xem sức mạnh của anh có thể cắt đứt sức mạnh của dấu ấn không. Thương Di đưa tay giải phóng dị năng, cố gắng ngăn chặn, kết quả dị năng hệ gió cũng bị hấp thụ, anh ta kinh ngạc. Dị năng hệ gió cũng bị hấp thụ. Ngay sau đó, anh ta hoàn hồn, nói, năng lượng của đá quý có thể hấp thụ được, việc có thể hấp thụ dị năng hệ gió cũng không có gì lạ. Tư Lan vẻ mặt nghiêm trọng, có thể hấp thụ năng lượng của đá quý. Điều này chứng tỏ dấu ấn thánh nữ không chỉ hấp thụ năng lượng cùng thuộc tính mộc, mà còn có thể hấp thụ năng lượng của các thuộc tính khác. Hấp thụ năng lượng khác để cung cấp cho không gian trồng trọt, để đất đen mọc ra nông sản, điều này không có vấn đề gì. Nhưng lúc này lại giải phóng ra cho anh ta thì rất bất thường. Không thể cắt đứt, không thể ngăn cản, hai người họ chỉ có thể im lặng quan sát, chờ xem kết cục của sự bất thường này là gì. Tư Lan hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Anh ta tin rằng sự xuất hiện của Thiên Vân là do nữ thần dẫn dắt, dù cô có phải là thánh nữ hay không, cô cũng là người anh ta sẽ bảo vệ sau này. Anh ta tin rằng nữ thần có thể cảm nhận được tấm lòng của mình, họ có thể hạnh phúc bên nhau. Lần đầu tiên, anh ta đột nhiên sợ chết. Nếu dấu ấn thánh nữ thật sự coi anh ta là thức ăn để hấp thụ, năng lượng của anh ta chắc chắn có thể khiến không gian trồng trọt trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta sẽ dâng hiến bản thân mình mà không chút do dự. Cũng sợ, anh ta sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy Thiên Vân tươi đẹp này nữa. Khi anh ta đang lo lắng, dãy dụa trong lòng, ánh sáng vàng đột nhiên dừng lại, anh ta và Thương Di lập tức căng thẳng, lo lắng quan sát diễn biến tiếp theo. Ánh sáng của dấu ấn thánh nữ đã mờ đi, Thiên Vân đang ngủ say cũng không có động tĩnh gì, không khí yên tĩnh. Chờ một lúc, không có động tĩnh gì, mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Thương Di quay sang nhìn Tư Lan, khi nhìn thấy vòng chú văn màu vàng nhạt lặng lẽ xuất hiện trên cổ anh ta ngạc nhiên. Tư Lan bị ánh mắt của anh ta nhìn đến mức sởn gai ốc, anh ta lo lắng cúi đầu kiểm tra cơ thể mình, những chỗ nhìn thấy được anh ta đều đã kiểm tra, không có gì cả. Anh ta sờ mặt mình, hỏi, em làm sao vậy, anh nhìn thấy gì? Thương Di cười lạnh, thầy thuốc của thánh nữ, trên người anh xuất hiện dấu hiệu đó rồi. Tư Lan sững người, sau đó vô cùng kích động. Thật sao? Anh trở thành thầy thuốc của thánh nữ rồi, của Thiên Vân. Tuyệt quá! Anh đi mổ cá tiếp đây, anh ở lại canh chừng Thiên Vân nhé. Thương Di thấy không có chuyện gì nữa,
liền đứng dậy với vẻ mặt vô cảm, xuống dưới tiếp tục mổ cá. Đối với anh ta, việc Tư Lan có dấu ấn đó hay không cũng không quan trọng, dù không có dấu ấn, đó cũng là bạn lữ của Thiên Vân. Có dấu ấn chỉ là khiến mối quan hệ thêm thân thiết hơn mà thôi. Tư Lan kìm nén sự kích động trong lòng, hóa thành thú hình, cẩn thận nằm bên cạnh Thiên Vân. Anh ta cúi đầu, nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên dấu ấn trên cổ tay cô với thái độ thành kính nhất. Một nụ hôn dịu dàng, sâu sắc, mang theo lời thề bảo vệ đến chết. Khi Thiên Vân tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Trong bếp lửa trên lầu, ngọn lửa đã được nhóm lên, cô mơ màng quay đầu nhìn Tư Lan đang nằm bên cạnh. Chàng trai tai thỏ ngoan ngoãn nằm nghiêng bên cạnh cô, hơi nheo mắt nhìn cô, đôi mắt mơ màng cho thấy anh ta cũng vừa mới tỉnh dậy. Thiên Vân đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh ta, quan tâm hỏi, sau đó thế nào rồi, cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Tư Lan lắc đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình, nắm chặt rồi di chuyển xuống dưới, đặt tay cô lên cổ anh ta. Thiên Vân lúc này mới phát hiện trên cổ anh ta xuất hiện một vòng chú văn màu vàng nhạt. Cô sững người, bật dậy, cúi đầu lại gần quan sát kỹ. Cô không thể tin được, trên người anh ta lại xuất hiện loại chú văn cổ xưa này. Cô giơ tay mình lên so sánh dấu ấn của hai người. Không thể nói là giống hệt nhau, chỉ có thể nói là một vài ký hiệu giống nhau. Các ký hiệu trên dấu ấn ở cổ Tư Lan như được tách ra từ chú văn trên dấu ấn thánh nữ của cô. Tư Lan, anh trở thành thánh hùng rồi sao? Thiên Vân kinh ngạc thốt lên. Tư Lan bật cười, anh ta dịu dàng nhìn cô, nói, chỉ có thánh nữ, không có thánh hùng, đây là dấu ấn thầy thuốc của thánh nữ. Nữ thần sẽ chọn giống cái có khả năng sinh sản mạnh mẽ để trở thành thánh nữ, ban cho họ năng lực, tăng cường khả năng sinh sản của họ, để họ có thể sinh sản tốt hơn với giống được ưu tú. Dù cơ thể được tăng cường đến đâu cũng vẫn là giống cái, không thể so sánh với giống được, họ vẫn sẽ bị bệnh. Trước đây, khi nữ thần chọn thánh nữ, đồng thời cũng sẽ chọn một thầy thuốc làm bạn lữ của thánh nữ, để chăm sóc thánh nữ tốt hơn. Thầy thuốc tuy y thuật cao minh, nhưng đa số không có sức chiến đấu mạnh. Khi thánh nữ mới xuất hiện, các bộ lạc tranh giành rất khốc liệt. Những giống được có sức chiến đấu mạnh mẽ vì muốn tranh giành cơ hội sinh sản, đã từng xảy ra tình trạng bài xích thầy thuốc, khiến thầy thuốc bị thương vong nghiêm trọng. Tình huống nghiêm trọng hơn là khi thánh nữ bị bệnh, cần thầy thuốc nhưng lại không tìm được thầy thuốc để chữa trị. Một số đại tế đã cầu xin nữ thần dùng biện pháp mạnh để ràng buộc thầy thuốc, vì vậy mới có dấu hiệu này của thầy thuốc. Thiên Vân im lặng. Đây là cái trò hề gì vậy? Thiên Vân, y thuật của anh sẽ được nâng cao, kiến thức về thực vật của anh sẽ tinh thông hơn, có thể chăm sóc em tốt hơn. Anh rất vui. Tư Lan cười rạng rỡ, đưa tay ôm cô. Thiên Vân dựa vào ngực anh ta, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ vì vui sướng, cô không khỏi mỉm cười. Ừm, sau này làm phiền anh rồi, thầy thuốc của em ngã. Ừm. Cô ngẩng đầu lên nhìn lại dấu ấn trên cổ anh ta một lần nữa, giống như một chiếc vòng cổ, rất đặc biệt. Nằm ngay dưới yết hầu của anh ta. Cô nhìn rồi nhìn, ánh mắt không khỏi hướng về phía yết hầu của anh ta, đưa tay chạm vào. Tư Lan nín thở, yết hầu vô thức trượt lên xuống. Thiên Vân, thật là quyến rũ. Thiên Vân, em. Tư Lan đỏ mặt, không nói nên lời. Bầu không khí lập tức trở nên nóng bỏng, ái muội. Thiên Vân hoàn hồn, cảm thấy xấu hổ vì hành động trêu chọc của mình. Cô đỏ mặt đứng dậy định bỏ chạy, nhưng eo lại bị giữ chặt, kéo cô trở lại vào lòng anh ta. Cô áp sát vào người anh ta, sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Thiên Vân, anh muốn ôm em. Tư Lan cẩn thận hỏi, nếu cô không muốn, anh ta sẽ lập tức buông tay. Thiên Vân mỉm cười. Cô không thể từ chối yêu cầu dịu dàng như vậy. Cô không nói gì, cứ để anh ta ôm, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của nhau. Chú thỏ lớn nói ôm là thật sự chỉ ôm, anh ta không có bất kỳ hành động nào khác, cũng không khiến cô cảm thấy quá áp lực. Cô dựa vào người anh ta, cảm nhận làn da ấm áp, hơi thở dịu dàng của anh ta khiến cô lại cảm thấy buồn ngủ. Tư Lan, em muốn ngủ. Câu nói này khiến Tư Lan biến sắc, vội vàng ôm cô ngồi dậy. Đừng ngủ nữa, ăn chút gì đó rồi hãy ngủ. Vừa nói, anh ta vừa nắm lấy tay cô, giải phóng năng lượng để kiểm tra cơ thể cô. Dấu ấn thánh nữ không hấp thụ năng lượng của anh ta đã kiểm tra cơ thể cô thành công. Không có vấn đề gì. Cơ thể không sao, anh yên tâm rồi, chúng ta xuống dưới ăn cơm. Thương Di và Hằng Sa đã bắt được mấy con sói con. Tư Lan nói xong, bế ngang cô xuống lầu. Nhà tre đã trôi trên sông. Dưới lầu, Hằng Sa đang nấu ăn, bình tĩnh, ung dung. Thiên Vân bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn mình, mỉm cười với cô. Đôi mắt đen lóe lên tia sáng. Thương Di đang canh gác bên ngoài. Sau này trời tối, anh và anh ấy sẽ thay phiên nhau canh gác. Em biết rồi, Thiên Vân đáp lại. Cô rời khỏi vòng tay Tư Lan, đi chân trần ra cửa nhà tre. Bên ngoài tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào, cô không nhìn thấy bóng dáng Thương Di.
Khi cô đang tò mò tìm kiếm con hổ lớn, thì trên bệ phía dưới xuất hiện ánh sáng xanh, Thương Di đang ngồi ở đó, giải phóng dị năng. Thiên Vân nở nụ cười. Thương Di, anh ăn cơm chưa? Thương Di nhướng mày, vui vẻ đáp, không đói, em cứ ăn đi. Lát nữa em sẽ mang đồ ăn xuống cho anh. Được, anh ta không nhịn được cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô cũng sâu hơn vài phần. Thiên Vân chào hỏi xong, quay người vào nhà tre, Tư Lan đã chuẩn bị đồ ăn. Cô nhận thấy không gian dưới lầu đã có thêm rất nhiều đồ. Bàn được làm bằng tre, ghế nhỏ được làm từ gỗ và còn có vài chiếc bàn dài để đồ ăn bên cạnh bếp lửa. Cho dù là bàn ăn hay bàn để đồ ăn đều được làm bằng tre được mài nhẵn, bóng, làm thành tấm chắn cao hơn ở mép bàn để khi sóng lớn, thức ăn trên bàn sẽ không bị rơi xuống. Còn có một số giỏ lớn nhỏ dùng để đựng đồ ở góc nhà và một ổ cỏ trông rất quen thuộc với cô. Các thú nhân thích dùng cỏ khô để lót ổ khi ngủ trên đất, nhưng không phải trực tiếp để một đống cỏ khô ở đó. Giống đực sẽ bó cỏ khô lại để tạo hình cho khỏi bị bung ra. Mỗi giống đực có một cách làm khác nhau. Cách bó cỏ khô đó rõ ràng là ổ rắn của Hàng Sa. Cô đến gần Hàng Sa, anh ta lặng lẽ nhìn cô lại gần. Khi cô đến bên cạnh, anh ta đưa tay ôm cô vào lòng. Tối nay đến ổ của anh nhé, anh ta thì thầm. Cảm giác lén lút lại đến. Thiên Vân mỉm cười nói, con hổ lớn sẽ đến đánh nhau với anh đấy, ban đêm phải ngoan ngoãn một chút. Theo tình hình hiện tại, trước khi Hàng Sa và Thương Di đổi ca, Tư Lan sẽ ở bên cạnh cô, nếu cô ngủ thì Tư Lan cũng sẽ ở bên cạnh cô. Thương Di và Hàng Sa muốn làm gì thì làm, nếu đắc tội cả Tư Lan, anh ta sẽ hợp tác với Thương Di để đối phó với Hàng Sa. Bây giờ bầu không khí giữa Tư Lan và Hàng Sa rất hòa hợp, không thể phá vỡ sự cân bằng giữa họ. Nếu cô bỏ Tư Lan để vào ổ rắn, chú thỏ này chắc chắn sẽ không vui. Còn Hàng Sa, chỉ cần cô thật sự vào ổ của anh ta không quan tâm đến việc đắc tội với Tư Lan, cũng không sợ đánh nhau với Thương Di. Nếu cô không vào ổ của anh ta cũng sẽ không tức giận, kết quả nằm trong dự đoán của anh ta. Tối nay em muốn ở cùng Tư Lan, ngày mai em sẽ chơi với anh, được không? Anh dùng đầu rắn chở em bơi trên sông nhé. Thiên Vân tựa vào lòng anh ta, mong đợi hỏi. Hàng Sa vẫn bình tĩnh, nhưng tâm trạng buồn bã vì lời mời vào ổ bị từ chối lập tức vui vẻ khi nghe cô nói vậy. Được, anh ta không chút do dự đồng ý. Cô đều hiểu cả, anh ta chỉ muốn tiếp xúc với cô, không nhất thiết phải ngủ cùng ổ, mặc dù trong lòng cũng muốn ngủ cùng. Ý của anh ta chỉ là muốn thể hiện sự thân mật với cô. Cô đều hiểu. Thiên Vân ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Hàng Sa, mím môi do dự vài giây, rồi đỏ mặt nhón chân lên, hôn anh ta. Anh ta lập tức cúi đầu đáp lại, đón nhận nụ hôn của cô một cách dịu dàng. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, sau khi hôn xong, cô quay người chạy về phía bàn ăn, để lại anh ta đứng đó với khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Tư Lan nhìn thấy, anh ta không nói gì, chăm sóc Thiên Vân đã ngồi vào bàn ăn. Cá tươi đã được hầm xong, thịt sói con cũng đã hầm xong, cùng với các loại trái cây dại, rau dại, những món ăn tươi ngon này đều được bày lên bàn, đặt trước mặt Thiên Vân. Đây là đồ ăn cho cô, còn họ thì ăn thịt khác, Thương Di và Hàng Sa thích ăn thịt nướng, họ đã tự nướng thịt riêng. Còn Tư Lan thì được sắp xếp ngồi bên cạnh Thiên Vân, ăn cùng cô. Thiên Vân ăn một quả mọng, chợt nghĩ đến điều gì đó, quay sang hỏi Hàng Sa, món cà chua xào trứng có ngon không? Hàng Sa, ngon, đã ăn hết rồi. Cô vui vẻ cười. Trong gia đình này của họ, tuy thời gian ăn cơm không cố định, nhưng cơ bản là ăn hết, không để thừa thức ăn đến bữa sau, mỗi bữa đều là đồ ăn tươi. Trong không gian còn rất nhiều rau củ, có thể dần dần nghiên cứu thêm một số công thức nấu ăn. Tư Lan thích ăn rau, Thương Di và Hàng Sa thích ăn thịt, việc họ ăn rau hoàn toàn tùy duyên. Nếu hai người họ có thể ăn, thì mọi người có thể ăn cùng nhau. Chiếc bàn mà Thương Di làm rất lớn và chắc chắn, có thể để được rất nhiều đồ ăn, Thiên Vân mở không gian trồng trọt, lấy ra rất nhiều trái cây đặt lên bàn. Dâu tây, táo, anh đào, còn có cả đào, đây là những loại đã chín, còn một vài loại chưa chín, cô không để ý lắm, những loại trái cây đã chín này là đủ ăn rồi. Cô đựng những loại trái cây đó trong những chiếc giỏ nhỏ, bày từng giỏ lên bàn ăn. Tư Lan nhìn cô lấy ra từng giỏ trái cây tươi ngon, vẻ mặt mong chờ, khiến Thiên Vân cảm thấy rất vui. Đây là trái cây trồng trong không gian, em để ở đây, mọi người cứ tự nhiên ăn, trong không gian của em còn rất nhiều, Thiên Vân nhắc nhở. Việc miêu tả là rất nhiều sẽ khiến các thú nhân thoải mái lấy ăn, nếu không, họ sẽ nghĩ là số lượng không nhiều, muốn để dành cho cô. Ba người họ đồng thanh đáp lại. Ừm, con hổ lớn bên ngoài cũng nghe thấy lời cô nói, đáp lại từ xa. Các loại rau khác thì từ từ nghiên cứu cách ăn, cứ từ từ, Thiên Vân lẩm bẩm, cầm thìa lên ăn thịt. Có cá, có thịt, các thú nhân lại đảm đang, xinh đẹp, cô cũng không còn dễ khóc nhè nữa. Thiên Vân không thích rau dại lắm,
lúc này cô tập trung ăn cá và thịt. Trong khi cô đang ăn uống nhiệt tình, Tư Lan và Hằng Sa lấy trái cây ra ăn, một người ăn đào, một người ăn dâu tây, bữa tráng miệng của họ đã bắt đầu. Thiên Vân nhìn hai người họ ăn ngon lành, mỉm cười nói, lát nữa em sẽ dọn dẹp, để thêm một ít, đất đen đã hấp thụ rất nhiều năng lượng. Cây ăn quả đã lớn rất nhiều, kết rất nhiều quả, mọi người cứ ăn thoải mái, nhiều quá chiếm chỗ. Tư Lan mỉm cười, nếu số lượng thật sự quá nhiều, chúng ta có thể trao đổi với các bộ lạc khác để lấy thức ăn khác. Những loại trái cây này rất đẹp và ngon, giống cái sẽ rất thích. Chỉ cần có nhu cầu thì sẽ có thị trường. Thiên Vân gật đầu, không nhịn được than thở, đất đen không trồng những thứ có thể tìm thấy trong rừng bên ngoài. Hàng Sa đang đứng sau lưng cô, anh ta đưa tay xoa đầu cô, nói, những thứ đất đen trồng ra chắc chắn đều là những thứ em biết, cũng biết cách ăn, không gian của em chỉ chăm sóc cho mình em. Nữ thần đã đưa em đến từ một nơi xa xôi như vậy, sợ em ở đây ăn uống không ngon. Thiên Vân bĩu môi, vẻ mặt lập tức trở nên tủi thân. Vấn đề không phải là thức ăn, mà là lúc đó em đã từ chối, em không muốn sinh con, em hoàn toàn không phù hợp với điều kiện của thánh nữ, nhưng sức mạnh đó vẫn cưỡng ép đưa em đến đây. Norma mới là thánh nữ được chọn một cách chính thức, còn em hoàn toàn là kiểu. Nói sao nhỉ, giống như có thêm một người cũng tốt, sinh thêm một đứa con cho giống được cũng tốt. Tư Lan vội vàng phản bác, không phải vậy, anh không biết Norma thế nào, nhưng tình huống của em là anh chưa từng thấy ở bất kỳ thánh nữ nào, em rất đặc biệt. Nữ thần khi chọn thánh nữ sẽ không chọn giống cái ở nơi xa xôi, đa số đều là giống cái trong các bộ lạc ở trung lục địa. Một số giống cái nhỏ tuổi khi lớn lên, khả năng sinh sản của họ dần ổn định, nữ thần mới ban cho họ sức mạnh trong lễ tế, để họ trở nên ưu tú hơn. Nữ thần không phải là thú dữ, sẽ không đột nhiên bắt em đến đây. Thiên Vân không thể phản bác, cô xuyên không là do hệ thống, mối quan hệ giữa hệ thống và nữ thần như thế nào, cô không có bằng chứng, có thể khẳng định là việc xuyên không này là do hệ thống làm. Sau khi đến thế giới này, cô được Thương Di đưa đến tế đàn, được nữ thần chọn. Cả hệ thống và nữ thần đều không nói gì, chuyện này khó mà suy đoán được. Hệ thống đã đưa cô đến thế giới này, tăng cường thể chất cho cô, sở hữu khả năng sinh sản mạnh mẽ và khả năng phục hồi nhanh chóng. Nữ thần nhìn thấy, chỉ muốn nâng niu cô. Thiên Vân, nữ thần rất yêu mến em, bà ấy đang cố gắng hết sức để em sống tốt hơn. Em đến đây, điều đó có nghĩa là nơi này cần em. Tư Lan nghiêm túc nhìn cô, nói, chúng tôi cần em. Cô không thể phản bác. Việc Thiên Vân có hiểu lầm nữ thần hay không không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô cảm thấy nữ thần đã ép cô đến đây, khiến cô không vui. Trong lòng cô có những cảm xúc tiêu cực. Những cảm xúc đó rất nguy hiểm. Hàng Sa hơi cúi đầu, anh ta dường như hiểu được tại sao lúc đó cô lại có dũng khí bỏ chạy khỏi anh ta. Rõ ràng là rất sợ, rõ ràng là hoang mang, bất lực với tình hình sau khi bỏ chạy. Nhưng cô vẫn chạy, hoàn toàn là hành động tìm đến cái chết. Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, cô đã nghĩ đến việc chết là hết. Thật điên rồ. Điều này cũng chứng tỏ trong lòng cô bất mãn với nữ thần, bất mãn với mọi thứ ở đây, thậm chí bất mãn với việc sống. Thương Di xuất hiện ở cửa nhà tre. Theo diễn biến của cuộc trò chuyện, anh ta cũng hiểu ra. So với Hàng Sa và Tư Lan, anh ta cảm thấy áp lực và đau lòng hơn. Lúc đầu tâm trạng cô rất tệ, luôn khóc, ăn gì cũng nôn, thậm chí còn nói muốn chết, muốn bỏ cô đi. Anh ta cứ nghĩ cô nói đùa, cho rằng cô sẽ không bỏ anh ta, nghĩ rằng cô đang giận dỗi anh ta. Bây giờ nghĩ lại, cô đã từng thật sự có ý nghĩ tuyệt vọng như vậy. Lồng ngực Thương Di như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến anh ta khó thở. Anh ta cũng đã khiến cô tủi thân, anh ta nên kiên nhẫn và dịu dàng với cô hơn. Cảm giác tự trách và hối hận dâng trào trong lòng anh ta lập tức đến sau lưng Thiên Vân, giang tay ôm chặt cô vào lòng. Thiên Vân giữ người, cảm nhận được anh ta đang kìm nén cảm xúc, cả người đều căng cứng, gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ ràng. Nhìn Hằng Sa và Tư Lan, vẻ mặt của họ cũng đầy đau lòng, buồn bã. Lúc đầu em cũng thấy hơi buồn, nhưng sau này có các anh, em cũng dần thích nghi, cảm thấy rất tốt, cô nhẹ nhàng nói. Đừng làm vẻ mặt như vậy mà, em nhát gan, không chịu được cảnh các anh đánh nhau, chém giết, em sợ, nhưng những kẻ cần giết thì vẫn phải giết, em cũng không yếu đuối như vậy. Chúng ta từ từ, dần dần hiểu nhau hơn, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Bây giờ đã không còn tủi thân nữa, lý trí đã trở lại, cô có làm ầm ĩ cũng vô ích, cũng không thể quay về được. Thà dành thời gian đó để đối mặt với hiện thực còn hơn. Thỉnh thoảng khóc nhè thì cứ khóc nhè, cô đang chấp nhận và thích nghi với thế giới này. Cô có họ rồi. Thương Di cúi đầu hôn lên trán cô, ánh mắt vô cùng yêu thương. Giọng anh ta khàn khàn vì kìm nén cảm xúc, nói, có gì muốn nói thì cứ nói ra. Thiên Vân mỉm cười nói, cũng không có gì nhiều, chỉ là anh đừng quá hung dữ với em sẽ sợ. Em biết anh chỉ nóng tính chứ không làm hại
em cũng không cố ý khiêu khích anh, chỉ là đôi khi em không hiểu một số quy định của bộ lạc các anh hoặc một số thứ khác, em chỉ là không biết, nhưng trong mắt anh lại là em đang sỉ nhục anh. Ví dụ như lần trước anh đánh nhau với con sư tử kia, em thấy hơi sợ, anh liền không vui, cho rằng anh là bạn lữ của em không nên sợ anh, điều đó khiến anh mất mặt. Mặc dù em cũng nói một số lời nghi ngờ khiến anh tức giận, nhưng em không nhắm vào anh. Lúc đó em cảm thấy bất an với mọi thứ, nên mới không tin tưởng anh, bạn lữ của em, không phải cố ý nhắm vào anh. Còn chuyện ở thác nước, anh cho rằng anh là bạn lữ của em, giao phối với em là chuyện bình thường. Đó là quyền của anh, em không phản đối quyền này, nhưng trong lòng vẫn mong anh chú ý đến cảm nhận của em một chút. Em không thích quá thô bạo, không thích ở nơi như vậy, cũng không thích làm chuyện đó khi chúng ta đang cãi nhau, em sẽ phản kháng, em cảm thấy anh đang ép buộc em. Không chỉ anh, mà cả Hằng Sa và Tư Lan, môi trường sống của các anh khác với môi trường sống trước đây của em, những thứ tiếp xúc cũng khác nhau. Những thứ các anh nghĩ và những thứ em nghĩ đôi khi sẽ xung đột. Chúng ta không cần phải từ bỏ những nguyên tắc, quy tắc của mình vì đối phương, chỉ cần lùi một bước nhỏ, kiên nhẫn hơn, hiểu nhau hơn là được. Chúng ta càng hiểu nhau nhiều, thì càng tốt hơn. Thế giới khác nhau, chủng tộc khác nhau, môi trường sống từ nhỏ khác nhau, dù cô có hòa nhập vào thế giới này đến đâu thì cô vẫn là con người, không thể bỏ được những thói quen sống của con người. Họ là thú nhân, trong xương cốt có bản năng thú tính, thế giới của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nói gì đến văn minh, lễ nghĩa, đó đều là chuyện vớ vẩn. Vì vậy, họ không thể thay đổi một số quan niệm của nhau, chỉ có thể với nhau một cách bao dung hơn. Thiên Vân đưa tay ôm lấy cánh tay Thương Di, mím môi nói, anh có nhận ra không, trước đây anh hung dữ với em, là vì em ăn gì cũng nôn, anh sợ em chết đói, vừa lo lắng vừa tức giận. Sau đó, anh hung dữ với em là vì chuyện của Hằng Sa, bây giờ anh cũng đã biết kiềm chế cảm xúc, không còn nóng nảy nữa. Chúng ta ngày càng hiểu nhau hơn, cũng hòa hợp hơn, không còn khó chịu như lúc ban đầu nữa. Sự nóng nảy của anh ta phần lớn là do không hiểu cô, cảm giác bất lực, không biết phải làm sao khiến anh ta rất bực bội. Thêm vào đó, cô cũng không nói ra được cô có thể ăn gì, bầu không khí giữa hai người sẽ rất căng thẳng. Thương Di ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, anh không cản nữa, chỉ cần Hằng Sa không giở trò, thì tùy các em. Hằng Sa khẽ nhếch mép, anh có thể giở trò gì chứ? Anh sẽ không đưa Thiên Vân đi khỏi các anh, cô ấy ở đâu, anh sẽ ở đó. Tối nay anh muốn kết đôi với cô ấy. Thương Di khó khăn lắm mới nhượng bộ, nghe vậy, anh ta vẫn không nhịn được tức giận. Tên chớ tiệt, nếu anh dám lén lút vào ổ, anh lột da anh ra. Hằng Sa khinh thường hừ một tiếng, anh không vào, Thiên Vân muốn vào lúc nào cũng được, ổ của anh ở kia kìa. Nói xong, anh ta còn đưa tay chỉ vào ổ cỏ ở góc nhà để xác nhận đó là ổ của anh ta. Thiên Vân mỉm cười. Chuyện vào ổ không thể nói thẳng ra như vậy được. Hiện tại thì không có nhu cầu gì, nếu trời lạnh, dị năng hệ hỏa của anh sưởi ấm ổ cũng tốt. Sau đó, cô lại nói thêm một câu, Thương Di và Tư Lan toàn thân lông xù cũng sẽ không để em bị lạnh. Vài câu nói đã dỗ dành được ba thú nhân, cô đều cần cả. Các thú nhân đều rất dễ thỏa mãn, chỉ cần bạn lữ cần họ, họ sẽ không tranh giành hơn thua với các thú nhân khác. Đặc biệt là Thương Di, Hằng Sa và Tư Lan, năng lực của họ đều khác nhau, sẽ không so sánh với nhau. Thương Di bài xích Hằng Sa chỉ vì thân phận thú lang thang của anh ta, lo lắng anh ta sẽ đưa cô đi. Bỏ qua thân phận thú lang thang, mọi người hòa hợp cũng khá ổn, cũng ngày càng tốt hơn. Thôi, ăn cơm nào. Thiên Vân hoàn hồn, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Thương Di, không để câu chuyện tiếp tục nữa. Cánh tay mạnh mẽ này vẫn luôn ôm cô, khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn. Thương Di cúi xuống hôn lên mặt cô một cái, không nói gì nữa, quay người ra ngoài quan sát hướng trôi của nhà tre. Thiên Vân vẫy tay ra hiệu cho Tư Lan và Hằng Sa tiếp tục ăn. Câu chuyện đến đây là kết thúc, cuộc trò chuyện này cũng khiến họ cẩn thận hơn với cô. Không chỉ cho cô ăn no mặc ấm, mà còn phải chú ý đến những suy nghĩ nhỏ của cô. Lỡ như tâm trạng cô không tốt, lại nghĩ quẩn chạy ra ngoài hoang dã thì sao? Tư Lan vừa nghĩ đến chuyện này, cả người thỏ đều không ổn, thật đáng sợ, nhất định phải trông chừng kỹ, mỗi ngày đều phải dỗ dành cô vui vẻ. Thiên Vân không ngờ các thú nhân lại nhạy cảm như vậy, chuyện không đâu cũng suy diễn ra. Nhưng nhìn thấy họ lo lắng cho cô như vậy, cảm giác được che chở này thật tốt. Sau khi ăn no, lại ăn thêm vài quả dâu tây, cô đứng dậy lấy đồ ăn cho Thương Di, thịt nướng, thịt hầm và các loại trái cây. Cô không biết con hổ lớn thích ăn gì, nên để anh ta nếm thử tất cả. Thiên Vân cất đồ ăn vào không gian, đi đến cửa, nhìn xuống bóng tối phía dưới. Cô nhỏ giọng nói, Thương Di, anh chiếu sáng một chút đi, em không nhìn thấy. Ngay sau đó, Thương Di giải phóng dị năng, chiếu sáng. Cô cười khúc khích đi về phía anh ta. Thương Di đứng đó,
nhìn đôi chân nhỏ trắng nõn của cô cẩn thận từng bước một, kiên định tiến về phía mình, không chút do dự hay sợ hãi, cảm giác này khiến lòng anh ta tràn ngập ấm áp. Anh ta giơ tay ra chờ sẵn, khi cô đến gần, liền nắm lấy tay cô. Anh ta nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Trời tối rồi, em đã hứa sẽ hôn anh thật nồng nhiệt, vừa rồi có hôn bọn họ không? Thương Di thu hồi dị năng, họ lập tức chìm vào bóng tối. Bầu không khí yên tĩnh, tối đen, chỉ có tiếng nước chảy bên tai và hơi thở của anh ta khiến Thiên Vân hơi lo lắng. Thương Di không chủ động hôn, mà chờ câu trả lời của cô. Thiên Vân đỏ mặt, nhón chân lên, dựa vào cảm giác để đến gần anh ta, thành công hôn lên đôi môi mỏng của anh ta. Sự chủ động của cô mang theo sự e ấp và dịu dàng, chạm đến trái tim Thương Di, anh ta không kìm chế được nữa, từ bị động chuyển sang chủ động, dây dưa với cô. Đến khi Thiên Vân đỏ mặt, chân mềm nhũn, thở hổn hển, Thương Di mới hài lòng buông cô ra, ôm cô ngồi xuống. Thiên Vân nghỉ ngơi một chút, lấy đồ ăn từ không gian ra cho anh ta vui vẻ ăn. Một lúc sau, Hàng Sa ăn xong, đi tới với tư thế nửa người nửa rắn, ngồi xuống bên cạnh, đuôi rắn khẽ vỗ trên mặt nước. Ngọn lửa nhỏ trên đầu đuôi rắn đặc biệt nổi bật trong bóng tối, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Thiên Vân. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, gân thú đâu? Em muốn sâu chuỗi ngọc trai, ngọn lửa nhỏ của Hàng Sa có thể to hơn một chút không? Có thể rất to, to hơn em tưởng tượng, anh đi lấy gân thú. Hàng Sa nói xong, quay người vào nhà tre, rất nhanh, anh ta mang ra một bó gân thú lớn. Khi bó gân thú được đặt trước mặt Thiên Vân, cô nhìn những sợi gân thú với đủ mọi kích cỡ, khóe miệng giật giật. Hàng Sa vung đuôi rắn, ngọn lửa trên đầu đuôi bùng lên dữ dội, chiếu sáng cho cô. Thiên Vân bỗng nhiên không biết phải làm gì. Sợi gân thú to nhất bằng ngón tay cô, sợi nhỏ nhất thì nhỏ như sợi tóc của cô, mỗi sợi đều rất dài, được xếp chồng lên nhau. Đây là đã lấy hết những sợi gân trông có vẻ đều nhau trên người thú dữ rồi sao? Còn một bó nữa, em cứ thoải mái chơi, Hàng Sa nhắc nhở. Câu nói này khiến Thiên Vân hơi sợ hãi. Nhiều gân thú như vậy, làm sao mà dùng hết được? Cô mượn ánh sáng từ ngọn lửa trên đuôi rắn để chọn những sợi gân thú có kích thước phù hợp trong bó gân thú. Ngọc trai đều được cất trong không gian của cô. Đây cũng là lý do tại sao Thương Di không giúp cô sâu chuỗi. Nếu không, khi rảnh rỗi, họ đã tự tay làm rồi. Sau khi chọn được những sợi gân thú nhỏ, cô thử kéo. Sợi gân thú màu xám rất đàn hồi và dài. Một sợi nhỏ như vậy mà cô dùng sức kéo mấy lần cũng không đứt. Dùng để sâu chuỗi ngọc trai là quá hợp lý, sẽ không dễ bị đứt. Cô sâu một viên ngọc trai vào, thấy trong lỗ còn chỗ trống, có thể sâu hai sợi gân. Cô không chút do dự sâu thêm một sợi nữa, hai sợi chắc chắn hơn. Thương Di vừa ăn thịt vừa nhìn, Hàng Sa cũng chăm chú quan sát. Chỉ là sâu chuỗi ngọc trai chơi thôi mà cũng được các thú nhân quan tâm đặc biệt. Thiên Vân sâu những viên ngọc trai đẹp mắt thành một chuỗi, theo kích thước cổ tay của mình, sâu đến độ dài phù hợp. Sau khi buộc chặt, cô để Hàng Sa xử lý phần gân thú thừa, cô đeo chiếc vòng tay ngọc trai lên một cách hài lòng. Màu hồng là chủ đạo, xanh kẽ đều đặn một vài viên ngọc trai trắng, ở giữa là một viên ngọc trai dị hình màu xanh nhạt, hình trái tim, cô vừa nhìn thấy đã thích. Rất đẹp, tại sao lại thêm viên màu xanh này? Con hổ lớn không hiểu hình trái tim có ý nghĩa gì, liền hỏi. Thiên Vân mỉm cười nói, đẹp mà, hình dạng này độc nhất vô nhị, trên thế giới này không tìm được cái thứ hai giống vậy đâu. Độc nhất vô nhị là thật, còn những điều khác cô không nói, nếu không, họ sẽ để tâm, biến mọi thứ thành hình trái tim thì thật đáng sợ. Thương Di và Hàng Sa suy nghĩ, độc nhất vô nhị, giống như cô. Tiếp theo là phải cải tiến viên đá lửa, việc này em muốn nhờ Tư Lan giúp. Thiên Vân nói xong, liền tập trung vào những sợi gân thú bên cạnh, chọn những sợi to hơn một chút. Chất lượng của ngọc trai không được tốt lắm, có thể sâu thành một chiếc vòng tay đã là giới hạn rồi. Những viên ngọc trai còn lại cô không hứng thú lắm, một chiếc vòng tay là đủ để trang trí, cũng chỉ để đeo chơi thôi. Đá lửa là bảo bối, phải tận dụng cho tốt. Còn cả dây buộc tóc ruột gà. Thiên Vân, anh đến rồi. Tư Lan nghe thấy cô gọi, liền đi ra, còn mang theo gia thú mà anh ta mang từ bộ lạc đến. Việc này không phải Thương Di và Hàng Sa không làm được, những việc thủ công này họ đều làm được, chỉ là cô muốn nhờ Tư Lan làm mà thôi, trước đây cô đã nói với anh ta rồi. Gân thú dài khoảng này, gia thú thì chừa ra khoảng này, phải khâu lại với nhau. Tư Lan xòe tay ra, cho cô xem mấy cây kim xương cá và cuộn chỉ mềm mại, dai, giống như sợi thực vật. Dùng những thứ này để khâu chắc là đủ rồi. Thiên Vân gật đầu, kéo anh ta ngồi xuống, bắt đầu làm dây buộc tóc kiểu ruột gà bằng gia thú. Dây buộc tóc ruột gà được làm từ gia thú lông xù kết hợp với gân thú khiến cô vô cùng yêu thích. Dụng cụ thô sơ, đường khâu không được đều lắm, nhưng lớp lông mềm mại trên gia thú đã che đi khuyết điểm này. Sau khi hoàn thành cái đầu tiên,
Tư Lan nhẹ nhàng kéo thử để kiểm tra độ chắc chắn. Sau khi xác nhận chắc chắn, anh ta đưa cho Thiên Vân. Có chút kinh nghiệm, chú thỏ lớn như bừng tỉnh, bắt đầu làm cái thứ hai. Thiên Vân vui vẻ vuốt tóc, dùng dây buộc tóc buộc thành kiểu đuôi ngựa thấp, buông xuống trước ngực. Dây buộc tóc màu trắng kết hợp với bộ quần áo da rắn màu bạc trên người cô, càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Cô hài lòng vì sau này tóc sẽ dễ chảy hơn. Sau đó, cô chợt nảy ra một ý tưởng, đưa tay đặt nhẹ lên đuôi rắn của Hàng Sa, định nói gì đó. Ờ, không có gì, cô cảm thấy không ổn, liền lập tức đổi ý, không nói nữa. Nhìn vẻ mặt ấp úng của cô, Hàng Sa ánh mắt trầm xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng. Cô không giữ được thăng bằng, ngã vào đuôi rắn của anh ta, khẽ rên lên một tiếng. Đừng rên gì, anh không dùng sức, sẽ không làm em đau, vừa rồi em muốn nói gì. Hàng Sa lạnh nhạt nói, giọng điệu có chút cứng rắn. Thương Di nhướng mày, không hài lòng với việc anh ta động tay động chân, dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thiên Vân cũng thật sự khiến người ta khó chịu. Thiên Vân bĩu môi nói, em không biết nên nói thế nào, cảm thấy nói ra sẽ không tôn trọng anh, thôi không nói nữa. Hàng Sa, không sao, em có thể không tôn trọng anh không cần thứ đó. Thiên Vân, câu nói này khiến cô không biết phải làm sao. Cô do dự một chút rồi nói, chính là mấy bộ quần áo da thú mà anh tặng em trước đây, có mấy bộ dính máu. Ừm, đó là anh làm tùy tiện, muốn thử xem em có quan tâm đến anh hay không, mấy bộ đó em không cần mặc. Hàng Sa trả lời rất dứt khoát. Thiên Vân cúi đầu, nhỏ giọng nói, anh không định để em mặc, nhưng đó là quà tặng em, anh đã làm rất cẩn thận. Mặc dù trên da rắn có vết máu, nhưng những đường khâu ở mép vải anh ta đều làm rất tỉ mỉ, dù cô không mặc, anh ta vẫn làm rất cẩn thận. Bởi vì đó là quà tặng cô. Hàng Sa nhìn cô chăm chú, không nói gì. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, thăm dò nói, em muốn sửa lại bộ quần áo da rắn, làm thành dây buộc tóc ở những chỗ dính máu, rồi đính thêm vài viên ngọc trai trang trí chắc sẽ rất đẹp. Ừm, em nghĩ vậy. Hàng Sa không chút do dự gật đầu, nếu em thấy đẹp thì cứ làm vậy đi, da rắn không đủ thì có thể lột trực tiếp trên người anh. Thiên Vân sởn gai ốc, vội vàng nói, không cần lột da anh. Em hiểu tâm ý của anh, sau này đừng nói vậy nữa. Đôi mắt đen lóe lên tia cười. Thương Di đã sớm không hài lòng mà trợn trắng mắt, anh ta đưa tay kéo Thiên Vân trở lại vào lòng mình, không cho cô tiếp tục nằm trên đuôi rắn của Hàng Sa. Thiên Vân lấy ra một bộ quần áo da rắn dính máu từ không gian, Hàng Sa đưa tay nhận lấy. Đồ da rắn, anh làm cho em. Nhìn Tư Lan làm, anh ta đã sớm ngứa ngáy tay chân rồi. Cứ như vậy, Hàng Sa cũng tham gia vào đội ngũ làm dây buộc tóc rụt gà. Đúng rồi, có thể dùng gân thú làm băng bảo vệ cổ tay, gân thú có độ đàn hồi, so với việc dùng da thú buộc sẽ tiện hơn. Thiên Vân nghĩ đến điều này liền nói. Hàng Sa đáp, anh sẽ dùng da rắn làm. Thật ra cũng có thể thêm gân thú khi làm quần áo, loại có độ co giãn đàn hồi này sẽ tiện hơn nhiều so với việc dùng da thú để cố định. Cô thuận miệng nói thêm một câu. Tư Lan ánh mắt lóe sáng, ừm, anh sẽ thử. Đồ tốt thì phải tận dụng đúng không? Thiên Vân chờ làm nhiều dây buộc tóc ruột gà một chút, rồi chọn một cái phù hợp để kết hợp với đá lửa trang trí. Sau này dù là đeo ở cổ tay hay làm dây buộc tóc đều được. Làm một ít thôi, không cần nhiều quá. Cô nhắc nhở, Tư Lan mang từ bộ lạc đến không ít gia thú, sợ anh ta thật sự dùng hết. Tư Lan mỉm cười, biết rồi. Chủ đề tối nay là dây buộc tóc ruột gà. Gân thú chắc chắn, bền, cô cũng không dùng hết được. Thương Di ôm Thiên Vân xem một lúc, anh ta cảm thấy mọi người đều đang bận rộn, còn mình thì không có việc gì làm, hơi buồn chán, liếc nhìn tình hình trôi giạt của nhà tre. Anh ta cúi đầu nói với Thiên Vân đang ngoan ngoãn nghịch một sợi gân thú trong lòng, anh đã cải tạo tầng 2, làm chỗ tắm rửa và chỗ để thùng cát cho em, như vậy được không? Nghe vậy, Thiên Vân hơi ngại ngùng nói, nghe rất ổn, lúc tỉnh dậy em không để ý. Thương Di? Thương Di cười nhẹ rồi bế cô trở về nhà tre. Nào, để tôi pha chút nước cho cậu tắm. Sau khi đi lên lầu, Thiên Vân nhìn thấy trong góc có hai khu vực được chia bằng tre, một khu vực có thùng gỗ, khu vực còn lại trống rỗng. Một phòng tắm, một toilet, khu khô và ướt riêng biệt. Thương Di đặt Thiên Vân ở cửa phòng tắm, bỏ thêm mấy khúc gỗ vào hố lửa để tăng cường độ lửa, sau đó đi đến cửa sổ xả gió kéo nước sông lên cho vào thùng gỗ. Thiên Vân lợi dụng tình thế ném viên đá lửa vào thùng để nung nóng. Không biết phải làm nóng bao lâu, cô tò mò lẩm bẩm. Thương Di liếc nhìn một cái, nói, nếu ngươi không buồn ngủ hoặc đang vội ngủ thì cứ chờ xem. Nếu muốn tắm nhanh thì có thể nhờ Hàng Sa sưởi ấm cho ngươi nhanh hơn. Anh không thể phủ nhận lợi ích của sức mạnh lửa. Thiên Vân cười nói, ta không vội, ta muốn xác nhận, hỏa diễm thạch có thể đun nóng một thùng nước tắm như vậy phải mất bao lâu. Thương Di gật đầu, hắn nghĩ tới điều gì đó nói, cá phơi trên mái nhà,
không thêm bất kỳ hương vị nào, trực tiếp sấy khô. Khi họ giết cá xong, cô đã ngủ say rồi, không dễ gì đánh thức cô dậy và thả con cá vào chỗ trống, nên họ trực tiếp phơi con cá trên mái nhà. Ân, ngày mai ta đi xem, gần như chuẩn bị sẵn sàng cất giữ trong không gian, Thiên Vân đáp. Khi một cơn gió đêm thổi từ cửa sổ vào, Thương Di cau mày và đi đóng cửa sổ lại. Cái gọi là cửa sổ được làm bằng những lát tre kẹp với lá cây không thấm nước để làm vách ngăn, được treo trên cửa sổ để chặn hiệu quả. Một số dây leo cỏ đã được thêm vào để tránh bị gió thổi bay. Đơn giản và dễ sử dụng. Gió đã nổi lên, ban đêm có thể sẽ lạnh. Thương Di đóng chặt tất cả cửa sổ trên tầng 2, trầm giọng cảnh cáo. Vẻ mặt của Càn Vân không thay đổi mấy, sáng tối chênh lệch nhiệt độ cũng không thể lớn hơn bao nhiêu, lạnh đến mấy cũng không thể lạnh hơn được nữa. Cang Mi đóng chặt cửa sổ, gom tổ cỏ lại và đảm bảo rằng lớp da động vật phủ lên đó đủ giữ ấm. Thiên Vân mỉm cười nhìn con hổ lớn đang cẩn thận thu dọn. Cảm giác được ánh mắt của cô luôn dán chặt vào mình, con hổ lớn tỏ ra kiên định như một con hổ, trong lòng hưng phấn. Ta đi xuống kiểm tra phương hướng nhà Trúc, đêm nay ta sẽ kêu Tư Lan đi cùng ngươi. Anh đưa tay nhéo nhẹ má cô, giọng điệu mang theo ý cảnh cáo. Chúng ta chỉ có thể để Tư Lan đi cùng, không thể để con rắn trắng to lớn đó đi lên. Chỉ vì anh ấy lùi lại một bước không có nghĩa là anh ấy đã hoàn toàn mất cảnh giác. Quan Jun không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn đáp lại. Nhà Trúc có chút rung chuyển, ngươi đừng đi xuống, những việc đó ta để Tư Lan lên làm, ngươi cứ ở trên lầu đi. Được, cô dựa vào cửa phòng tắm, nhìn con hổ lớn đi xuống, chẳng mấy chốc, Jun nghĩ ra một đống thứ. Kian Yun, tôi ở đây. Ta cũng tới, Hằng Sa đi theo đi lên. Thiên Vân nhìn hai người mỉm cười. Bộ quần áo da rắn còn chưa sửa xong, Hằng Sa đi thẳng vào phòng tắm, anh đến đun nước tắm cho cô. Thiên Vân thừa dịp chạm vào mặt nước, sức mạnh của hỏa thạch vẫn chưa đủ, nước chỉ hơi ấm. Trời nóng thì không sao, nhưng trời lạnh thì phải làm ấm một xô nước như vậy mất rất nhiều thời gian, ước tính có thể dùng để tắm từ sáng đến tối. Nó hơi tốn thời gian. Hằng Sa đưa tay xuống nước để giải phóng sức mạnh siêu nhiên của mình, ngay sau đó khói nóng bắt đầu bốc lên từ thùng. Cực kỳ hiệu quả. Tiền Vân xác nhận nhiệt độ nước thay đổi, khi cảm giác được cũng giống như vậy, hắn nói, nhiệt độ nước này là được. Hằng Sa dừng lại ngay lập tức. Nhiệt độ nước này ổn chứ? Ừm, anh âm thầm ghi nhớ nhiệt độ nước. Thương Di ở phía dưới trông coi, còn Tư Lan đang bận rộn làm việc, ta có thể chăm sóc ngươi tắm rửa. Đại Bạch Xà nghiêm túc chân thành nhìn hắn nói. Tiền Vân không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy hắn ra khỏi phòng tắm. Ta không muốn ngươi chiếu cố ta, đừng làm lưu manh, nếu không ta sẽ gọi Thương Di đánh ngươi. Làm thế nào có thể có một côn đồ nghiêm trọng như vậy? Hằng Sa cố nén nụ cười trong mắt, đẩy anh ra ngoài, chậm rãi bước xuống lầu, vào ổ rơm tiếp tục khâu dây buộc tóc kiểu da rắn. Tiền Vân liếc nhìn Tư Lan đang ngồi xếp bằng trong tổ cỏ, đắm mình trong may vá, mỉm cười đi vào phòng tắm tắm rửa. Con hổ lớn rất cẩn thận về kích thước của thùng và lượng nước. Cô búi tóc lên và ngồi xuống thùng, mực nước vừa phải. Dưới thùng có một hòn đá lửa để giữ ấm nước. Thiên Vân mở chỗ trồng cây ra để kiểm tra trong khi ngâm mình trong bồn tắm. Cô thuận tay lấy ra một cục bông gòn trắng như tuyết, to và sạch, không có tạp chất. Cô rút một ít ra và lau răng, trong tay cô không có gì phù hợp để làm sạch răng. Đó là nhược điểm khi ở trong thế giới cổ đại này, dù bạn muốn gì cũng không thành vấn đề. Nếu không có kinh nghiệm sống sót cực kỳ phong phú trong tự nhiên, một số thứ không thể được sử dụng hoặc nghiên cứu. Một số nhớ công nghệ và cuộc sống khó khăn. Tắm rửa sạch sẽ sau, Thiên Vân mặc quần áo đi vào trong lều, nàng nhắm mắt lại nằm xuống bên cạnh Tư Lan. Em buồn ngủ quá, cô thì thầm nhẹ nhàng bên cạnh anh. Tư Lan đặt việc mình đang làm xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, nằm xuống bên cạnh cô, ở bên cạnh dỗ cô ngủ. Thiên Vân vốn đã buồn ngủ, liền rúc vào trong ngực hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp dễ chịu của hắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tư Lan kiểm tra cơ thể như thường lệ và xác nhận rằng không có gì bất thường. Cơn buồn ngủ chỉ là phản ứng do thích nghi. Nếu em có thể ăn và ngủ được, cơ thể em sẽ dần dần thích ứng. Điều anh may mắn nhất là sự khó chịu của cô chỉ là buồn ngủ chứ không quá khó chịu. Tư Lan nằm nghiêng, nhẹ nhàng nhìn người nép vào trong ngực mình. Khi cô đã hoàn toàn ngủ say, cô nhẹ nhàng đứng dậy ngồi bên cạnh, buộc thêm vài sợi dây buộc rụt rà. Anh dùng những tấm da động vật thừa để khâu một chiếc túi nhỏ chuyên dụng để đựng dây buộc tóc và sắp xếp một chiếc túi nhỏ đựng đầy chúng cho cô. Trong những giờ đầu của buổi sáng, những ngôi nhà tre trôi chậm rãi cập bến bờ. Thiên Vân bị lạnh đến ớn lạnh, vô thức kéo tấm da thú bên cạnh quấn chặt lấy mình. Cang Mi trong hình dạng động vật chạy lên lầu, hạ giọng nói với Tư Lan, tôi thấy trong rừng ở đây có rất nhiều sói nhỏ, cũng có rất nhiều thảo dược. Bạn có thể xem mình cần loại thảo mộc nào và thu thập một ít, đừng đi quá xa nhà tre nhé. Được rồi, tôi hiểu, Tư Lan nhẹ nhàng trả lời.
Thương Di dùng ánh mắt dịu dàng liếc nhìn Thiên Vân đang ngủ say, quay người chạy ra ngoài săn. Căn nhà trúc đậu ở bờ biển, Thiên Vân còn chưa kịp đứng dậy, hai người bận rộn một lát đã có hàng xa canh giữ ở tầng dưới. Tư Lan thận trọng đứng dậy, muốn đi xuống lầu, hắn đột nhiên dừng lại, suy nghĩ vài giây, cuối cùng bế Thiên Vân đi xuống lầu, đặt nàng vào tổ cỏ ở hàng xa. Hàng xa, Thiên Vân vừa rồi cảm thấy lạnh, xin hãy chú ý, da động vật này chắc đủ để giữ ấm cho em, Tư Lan nhẹ nhàng nói. Trong hoàn cảnh bình thường, độ ấm của da thú là đủ, nhưng sự mềm mại của Thiên Vân khó lường, cho nên đặt nàng ở bên cạnh hàng xa là thích hợp nhất. Ta biết, hàng xa thờ ơ đáp lại. Tư Lan yên tâm đi ra ngoài tìm thảo mộc. Con rắn lớn màu trắng vui vẻ nhổ ra lá thư, tiến lại gần Thiên Vân đang ngủ say không hề biết nguy hiểm đang đến gần.